lúc ấy những đại đế còn sống đó cho rằng các bậc thánh sơn vượt qua thiên đạo thần giới vượt qua hủy diệt pháp tắc chỉ cần thời điểm thần giới hủy diệt nắm trong tay thoát ly thần giới liền có thể đào thoát khỏi vận rủi hủy diệt cái này rất giống một vật chứa đựng đầy nước ẩn thân trong đó coi như biển cả khô cạn dựa vào chút nước đó có thể sống đến khi hải dương khôi phục thần nông đại đế cười khổ ý nghĩ mặc dù không tệ cũng phù hợp thực tế đáng tiếc bọn hắn tính sai một sự kiện tính sai một sự kiện, nhất vân nghi ngờ nhìn qua, nếu hắn trải qua nhiều kỷ nguyên, muốn tiếp tục sống sót, khẳng định cũng sẽ nghĩ đến biện pháp này, dù sao này giống như thuyền cứu nạn, là biện pháp duy nhất, hơn nữa, thánh sơn bây giờ còn đó, chứng minh ở trong kỷ nguyên trước không bị hủy diệt, theo lý thuyết không nên phạm sai lầm, a, à, vì sao thần nông đại đế nói như vậy? sự tình bọn hắn tính sai là, thần nông đại đế lắc đầu, luyện trí được thánh sơn, lại thật đáng buồn không người có thể luyện hóa. Không ai có thể chân chính khống chế. Không người có thể luyện hóa, nhất Vân sững sờ. Điều đó không có khả năng, rất dễ luyện hóa, ta dùng không quá nhiều thời gian. Mặc dù uy thế của Thánh Sơn cực lớn, nhưng nhất vân luyện hóa cũng không tốn hào quá nhiều công phu, cũng không khó khăn như đối phương nói. Lúc đó thực lực chỉ là thiên đạo cảnh mà thôi, cách cửu châu còn có một khoảng cách rất lớn, đổi lại hiện tại, một ý niệm liền có thể hoàn thành đừng nói nửa năm, mấy hơi thở là được. Đại đế có thể sống nhiều kỳ nguyên, từng cái đều vô cùng mạnh, loại người này coi như kém bản thân, cũng sẽ không kém quá nhiều, làm sao có thể không luyện hóa được. Người không phí bao nhiêu thời gian, không có nghĩa là người khác cũng dễ dàng, nghe nói như thế, thần nông đại đế cười cười, nói tiếp. Thần giới mỗi kỷ nguyên văn minh, phương pháp tu luyện đều không giống nhau, thánh sơn dung hợp trí tuệ cùng lực lượng của vô số kỷ nguyên vô số đại đế, kỳ thật là cực kỳ hỗn tạp. Thật giống như kỳ nguyên trước, phương pháp để thần binh nhận chủ là nhỏ máu, kỳ nguyên kế tiếp là linh hồn phù hợp, kỳ nguyên kế tiếp nữa là huyết mạch tương dung. Chính vì vậy, trong thánh sơn sát nhập vào rất nhiều ý nghĩ dung hợp của đại đế, mới đầu ai cũng không có chú ý, sau khi luyện thành, mới biết được, đã trầm. Cái này, Nhất Vân bừng tình đại ngộ, cái này rất giống luyện bảo sư, kỹ thuật khác biệt, thủ pháp không giống nhau, hợp tác luyện chế một món bảo vật mà nói, sẽ xuất hiện các loại vấn đề, huống chi cộng đồng luyện chế Thánh Sơn. Luyện chế Thánh Sơn kéo dài không biết bao nhiêu kỷ nguyên, không biết bao nhiêu đại đế tham dự, người trước luyện chế, cái gì cũng không lưu lại liền biến mất, người phía sau chỉ có thể căn cứ hình dạng bảo vật tiến hành suy đoán, dần già, tích lũy tháng ngày, mặc dù Thánh Sơn thành hình, lại kém xa ý nguyện của người thứ nhất. Có khả năng, đại đế khác cũng không biết rốt cuộc phải luyện chế ra bộ dáng gì, chỉ cần tận lực kiên cố là được, kết quả, một thuyền cứu nạn để cho đại đế thuận lợi vượt qua hạo kiếp biến thành cái bộ dáng này bởi vì sắp nhập vào quá nhiều ý nghĩ thánh sơn cũng tương đương với biến thành hợp thể của rất nhiều đại đạo chỉ có một người lĩnh ngộ tất cả đại đạo trong thánh sơn mới có thể hoàn toàn luyện hóa thánh sơn đã trải qua vô số kỷ nguyên trong đó bao quát đại đạo đã vượt qua mấy trăm hơn ngàn một người làm sao có thể lĩnh ngộ cho nên mặc dù luyện chế được đồ vật nhưng cũng cho thấy lần nữa đã mất đi hy vọng thẳng đến kỷ nguyên trước, một vị đại đế đưa ra một ý nghĩ điên cuồng. Hắn cảm thấy chỉ bằng vào tu luyện nhất định là không cách nào lĩnh ngộ nhiều đại đạo như vậy, dù lại sống thêm 10 kỷ nguyên nữa cũng không được, nhưng đại đế làm không được, có thể từ sinh mệnh mới vừa sinh ra bắt đầu bồi dưỡng. Người người đều biết đại đế hậu đại, ẩn chứa huyết mạch của đại đế, tu luyện đại đạo hắn lĩnh ngộ, sẽ cực kỳ đơn giản, nếu như người này vừa ra đời, trong cơ thể ẩn chứa trên trăm, một ngàn loại huyết mạch của đại đế thì như thế nào? có thể trực tiếp lĩnh ngộ hơn trăm hơn nghìn loại đại đạo, từ đó luyện hóa thánh sơn hay không? Ý nghĩ này vừa ra, lập tức được vô số đại đế nghênh hợp, ta làm y đạo đại đế, nghiên cứu huyết mạch xung hợp, tự nhiên không cho cự tuyệt, đứng mũi chịu sao. Cái này, nghe thế, Nhất Vân nhớ tới những thần thú cổ quái trong vô biên thâm nguyên. Những thần thú này đều có huyết kỳ quái mạch, một hai loại, thậm chí ba bốn loại, từ hình thái sinh mệnh hoàn toàn không có khả năng kết hợp lại kết hợp thành, toàn bộ thần giới cũng tìm không ra, sẽ không phải đều là vật thí nghiệm của bọn họ chứ. Lúc ấy ta tiến vào Thánh Sơn, ở trong đó lợi dụng vô số huyết mạch mà các đại đế lưu lại tiến hành thí nghiệm, kết quả lại phát hiện, đó căn bản là sự tình không thể nào hoàn thành. Đừng nói mấy loại, xem như hai loại dung hợp, cũng sẽ xuất hiện huyết mạch phản phệ, không cưỡng ép chấn áp mà nói, rất dễ dàng tử vong. Thí nghiệm không biết bao nhiêu năm, sáng tạo ra không biết bao nhiêu thần thú kỳ kỳ quái quái, cuối cùng phát hiện, con điều này không làm được. Bởi vì những thần thú kia không có một cái nào có thể sống qua một vạn năm, chỉ cần đến thời gian, lực lượng trong cơ thể sẽ xuất hiện phản phệ, để bọn hắn trực tiếp tử vong, thần nông đại đế tựa hồ về tới thời gian trước kia liều mạng nghiên cứu. Người khác thí nghiệm cũng nhìn ra điểm ấy, biết như vậy xuống dưới, là không có khả năng thành công, lại nghĩ không ra những biện pháp khác, thế là tìm tới một phương pháp trung hòa, cái kia chính là, nghĩ biện pháp áp chế hai loại lực lượng xung đột, tìm tới tìm lui bọn hắn phát hiện chỉ có thần giới bản nguyên mới có loại năng lực này thần giới vô số kỷ nguyên đều là bản nguyên đản sinh bởi vậy bản nguyên có được năng lực dung nạp tất cả đại đạo thế là rất nhiều đại đế tìm được bản nguyên từ đó đào ra một tia khí tức đặc thù quả nhiên giống như dự liệu chỉ cần dùng tia khí tức đặc thù này huyết mạch hỗn loạn liền có thể bình phục không xung đột bất quá có tác dụng trong thời gian hạn định vẫn là một vạn năm nói cách khác một vạn năm nhất định phải dùng loại khí tức đặc thù này một lần, nếu không, vẫn như cũ lại bởi vì huyết mạch xung đột mà tử phong. Cái này, nghe thế không cần đoán, nhiếp Vân cũng biết lai lịch thực sự của những thần thú hầu khổng kia, cũng biết thánh quang chiếu dọi là cái gì, chỉ bất quá. Khí tức thánh quang cùng khí tức chủ đan điền của hắn giống như đúc là cái sao pha loảng vô số lần, hiện tại xem ra, rất nhiều đáp án đã miêu tả sinh động. Phương pháp này mặc dù rất tốt, nhưng vẫn như cũ chỉ có thể duy trì mấy loại huyết mạch xung hợp nhiều lắm cũng làm không được lại nghiên cứu nhiều năm cũng nghiên cứu không ra trong nội tâm của ta toát ra một ý nghĩ tao gan thần nông đại đế nói đến đây con mắt lóe ra hưng phấn cùng lửa nóng nếu thần giới bản nguyên có thể sinh ra vô số đại đạo có thể chấn áp huyết mạch xung hợp sinh ra xung đột nếu như lấy bản nguyên xây dựng thế giới mới hòa tan rất nhiều huyết mạch vào từ đó ra đời nhân loại sẽ như thế nào ý nghĩ này vừa ra ta liền nhịn không được nữa, lúc ấy cũng không nói với đại đế khác, chỉ nói với kiếm đạo đại đế ý nghĩ này, hai người ăn nhịp với nhau, tới nơi này lần nữa. Lúc ấy, cái bản nguyên này vẫn hoàn chỉnh, không có trống ở giữa, thần nông đại đế nhìn về phía khổng lồ vòng xoáy nói. Thực lực của chúng ta, tự nhiên không có khả năng móc trung tâm thần giới bản nguyên ra, nhưng ta nghĩ tới biện pháp khác, chính là mượn nhờ huyết mạch của vô số đại đế ở vô số kỷ nguyên, đánh thần giới bản nguyên rơi xuống một khối vì thế ta lại chuẩn chuẩn bị vài vạn năm, cuối cùng cũng thành công. Hơn nữa, còn trong trung tâm nhất của thần giới bản nguyên ra, cái bản nguyên này rồi vòng xoáy, trực tiếp tiến vào hỗn độn thế giới vô biên, bất cứ lúc nào cũng sẽ biến mất, một khi biến mất, sợ là kiếp này chúng ta cũng tìm không được nữa. Dưới tình thế cấp bách, Lục Hy trực tiếp chui vào. Mặc dù Lục Hy là kiếm đạo đại đế, thực lực bài danh rất cao, nhưng so với thần giới bản nguyên, vẫn kém nhiều lắm, vừa tiến vào trong đó, lập tức bị bản nguyên rào sát, hồn phách cũng không còn lại. Bất quá, cũng chính vì hắn tiến vào bên trong, ta mới có thể ở trong hỗn độn giới mênh mông, tìm được địa phương bản nguyên biến mất. Về sau chút bản nguyên này biến thành một hỗn độn thế giới mới, cũng chính là hỗn độn hải dương trong miệng ngươi, mà bộ phận cốt lõi nhất, chính là thiên địa lục đạo. Hỗn độn chi tâm trong hỗn độn hải dương, thần nông đại đế nói đến đây, đã rất rõ ràng nói ra thiên địa lục đạo tồn tại, khó trách nhất vân luôn cảm thấy thiên địa lục đạo kỳ quái hiện tại xem ra quả thật như thế bộ phận cốt lõi nhất của thần giới bản nguyên kết hợp vô số tiền bối lưu lại huyết mạch quả nhiên ra đời sinh linh bất đồng người khác bọn hắn dùng đan điền lĩnh ngộ đại đạo lợi dụng đan điền dung nạp thiên phú đan điền càng nhiều thực lực liền càng mạnh tốc độ tu luyện cũng càng nhanh thời điểm ta thấy cảnh này rốt cuộc biết thành công chỉ cần thời gian đầy đủ nhất định có thể sinh ra một vị siêu cấp cường giả có được nhiều loại đan điền lĩnh ngộ nhiều loại đại đạo. Trong lòng vui mừng, đồng thời cũng thương cảm lão hữu nỗ lực, ai ngờ, ngay thời điểm ta nghĩ lão hữu đã triệt để tử vong, đột nhiên phát hiện, một tia chân linh của hắn lại chuyển thế trùng sinh, biến thành sinh mệnh ở thế giới này, thần nông đại đế cười nhìn qua. Kiếm đạo đại đế còn không chết, hơn nữa biến thành sinh mệnh ở thiên địa lục đạo, là ai? Nhất vân sửng sốt, tất cả cường giả của thiên địa lục đạo, hắn đều nhận biết, làm sao chưa từng nghe nói có một vị là kiếm đạo đại đế chân linh trực kiếp. Trong lòng kỳ quái, muốn từ trong miệng đối phương hỏi ra đáp án, nhưng đột nhiên sửng sốt, con người đột nhiên co vào, thanh âm có chút phát run. Ngươi sẽ không muốn nói, nhất đồng chính là lục khi đại đế biến thành, thiên địa lục đạo kiếm thuật cao minh nhất, chỉ có đệ đệ nhấp đồng. Hắn từ lúc vừa ra đời liền có thiên vị đặc thù với kiếm thuật, bản thân kỳ ngộ không ngừng, thậm chí có được chủ đan điền, nhưng đệ đệ không có đan điền, lại có thể có tốc độ tu luyện tương xứng bản thân thậm chí còn nhanh hơn một bậc cái này không khỏi để cho người ta kỳ quái vì sao thiên phú của hắn cao như vậy chẳng lẽ thực sự là một đạo chân linh của lục hy đại đế chuyển thế lúc này mới lĩnh ngộ kiếm đạo như thế mới có thể tiến bộ nhanh như vậy để cho mình cũng chùn bước tự than thở không bằng không sai chính là đệ đệ của người thần nông đại đế cười nói cái này thầy đối phương xác nhận như phần chấn động toàn thân tin tức này quá khiếp sợ so với hắn biết thiên địa lục đạo là thần giới bổn nguyên còn rung động hơn bất quá toàn bộ ý niệm của lão hữu biến mất nhất đồng là sinh mệnh mới đàn sinh không phải là tu la vương cũng không phải lục hy chỉ là chính hắn đệ đệ của ngươi thần nông đại đế biết lo lắng của hắn nói rõ ân ừ, nhất vân nhẹ nhàng thở ra nghi ngờ nhìn qua hỏi tiếp nói như vậy thiên địa lục đạo là ngươi trợ giúp mới xuất hiện nhiếp đồng là lục hy đại đế chuyển thế thành, ta thì sao, ta có tiền thân hay không, ta là ai, hắn có được chủ đan điền, có thể sinh ra vô số đại đạo, có được thiên phú tu luyện vô tận, ngưng tụ ra dưới vực hoàn mỹ. Bất kể nói thế nào, đều rất đặc thù. Người chính là ngươi, không phải bất luận kẻ nào chuyển thế, lúc đầu chỉ là một sinh mệnh bình thường nhất của thiên địa lục đạo, kết quả lại hết sức trùng hợp mở ra chủ đan điền đại biểu hạch tâm nhất của thần giới bản nguyên. Chính vì vậy, mới đi ra một con đường thuộc về ngươi, có thực lực bây giờ, thần nông đại đế nói. Sinh mệnh phổ thông, nhất vân vào đầu, còn tưởng rằng hắn là đại năng nào chuyển thế, kết quả chỉ là sinh mệnh phổ thông. Ngươi mở ra chủ đan điền, có thể sinh ra rất nhiều huyết mạch, dung hợp lực lượng không xung đột, ta liền biết ngươi nhất định sẽ trở thành người trong truyền thuyết kia, liền cố ý lưu lại một bộ pháp quyết, có thể mở càng nhiều đan điền, thần nông đại đế nói. Ngươi nói chính là, người tạo ra vô danh công pháp. Nhi Vân bừng tỉnh đại ngộ, chủ đan điền cũng không phải tùy tiện chế tạo đan điền, căn cứ một bộ công pháp mới có thể hoàn thành, cũng chính là sau khi sống lại ở trong não hải vang lên tám chữ, thiên địa tạo hóa, vô tận huyết thống. Hắn có thể một đường đi đến hiện tại, chỗ dựa lớn nhất chính là bộ công pháp này, không nghĩ tới, lại là thần nông đại đế ban cho. Như vậy tất cả khúc mắc đều thông thuận, giữa thiên địa không có khả năng tự nhiên xuất hiện công pháp, hơn nữa trùng hợp tiến vào trong đầu mình như vậy ta hình thành giới vực hoàn mỹ, luyện hóa thánh sơn, có phải liền có thể chống lại thiên đạo, không cần phủ thế tháp, cũng có thể sống qua kỳ nguyên này hay không? Hiểu rõ chuyện này, nhiếp vân hỏi lần nữa. Nếu thánh sơn là tâm huyết của rất nhiều đại đế dung hợp, khẳng định có thể làm thành lũy cuối cùng, chống lại thần giới hủy diệt. Nếu như vậy, cùng lắm thì thu toàn bộ sinh linh vào thế giới nạp vật, bản thân trốn vào thánh sơn, chẳng phải có thể vượt qua hạo kiếp, sống đến kỷ nguyên kế tiếp sao? Đổi lại rất nhiều kỳ nguyên trước, đích xác có thể. Thần nông đại đế lắc đầu. Nhưng kỳ nguyên này không được. Không được, vì sao không được? Nhất vân kỳ quái. Nếu kỳ nguyên khác có thể, vì sao kỳ nguyên này không được? Kỳ thật, vẫn là trách ta. Thần nông đại đế lắc đầu. Trách ngươi. Nhất vân có chút như hòa thượng sở mãi không thấy tóc. Không sai, ngươi nhìn lại thần giới bản nguyên này, có thể nhìn ra còn có cái gì khác biệt sao, thần nông đại đế lần nữa chỉ về phía trước, đi vân nhìn lại, thần giới bản nguyên giống như trước đó, xoay chậm chậm, ngoại trừ ở giữa thiếu một khối, thì nhìn không ra đặc điểm gì. Bất quá, nếu thần nông đại đế nói như vậy, khẳng định có chỗ không tầm thường, nhịn không được nhìn kỹ. Ẩn, ừ, quả nhiên nhìn ra không bình thường, trước mắt là không gian vô cùng to lớn, thần giới bản nguyên khảm nạm ở bên trong, có vẻ hơi nhỏ bé. Cái này rất giống một ngai vàng to lớn, lại ngồi xuống một đứa bé, thấy thế nào cũng có chút không đúng xương. Ý của ngươi là, phạm vi của thần giới bổn nguyên, nguyên bản lớn hơn nữa, hiện tại nhỏ đi, suy nghĩ một chút, tổ chức tốt ngôn ngữ, nhất vân nói ra phát hiện của mình. Không sai. Thần nông đại đế tán xương gật đầu. Bộ phận cốt lõi nhất của thần giới bản nguyên biến mất, bản nguyên không có lực ngưng tụ, dần dần tán giật bốn phía, kết quả, bị thiên đạo mới đàn sinh ở kỷ nguyên này phát hiện. Thần giới bản nguyên là hạt tâm duy trì thần giới, huống chi thiên đạo. Thiên đạo trước chỉ là quy tắc không có ý thức, mà thiên đạo này phát hiện thần giới bản nguyên tán loạn, lặng lẽ thôn phệ, kết quả dẫn đến thiên đạo hấp thu bản nguyên chi lực, trở nên càng ngày càng cường đại. Không nói cái khác, coi như so với kỷ nguyên trước, thực lực của thiên đạo ở kỷ nguyên này, so với kỷ nguyên trước cường đại gấp trăm lần, chính vì vậy, coi như thánh sơn có thể chống đỡ kỷ nguyên trước hủy diệt cũng không cách nào chống lại kỷ nguyên này bởi vì thiên đạo kỷ nguyên này quá đáng sợ đã cường đại đến chỉ bằng vào lực lượng bản thân liền có thể diệt sát tất cả đại đế sắc mặt của thần nông đại đế nghiêm túc chỉ bằng vào lực lượng bản thân diệt sát tất cả đại đế nhiếp vấn tắc lưỡi căn cứ trước đó lấy được tin tức hắn biết thiên đạo ở trước kỳ diệt thế sẽ làm ra đế vẫn hạo kiếp để đại đế tự giết lẫn nhau tiêu hao số lớn khí lực sau đó lại giết tất cả mọi người. Một là có thể tiết kiệm lực lượng, thứ hai, thực lực đại đế quá mạnh, coi như thiên đạo muốn diệt sát toàn bộ, cũng có chút làm không được. Chính vì vậy, mỗi kỷ nguyên mới có cá lọt lưới, nếu như hiện tại thần nông đại đế nói sự thật, thiên đạo này lợi hại như thế, vì sao còn làm ra đế vẫn hạo kiếp? Đem tất cả đại đế đều diệt đi không được sao? Sở dĩ không có động thủ, một là bởi vì ngươi trưởng thành quá nhanh, ngoài dữ liệu của nó, làm nó chưa chuẩn bị xong, không cách nào diệt tất cả đại đế, chí ít, hiện tại nó không nắm chắc giết chết người, thần nông đại đế nhìn ra hắn nghi hoặc, giải thích nói. Ta trưởng thành quá nhanh, nhất vân kỳ quái. Ừm, ngươi ngưng tụ giới vực hoàn mỹ, thành tựu đại đế mạnh nhất trong lịch sử, thực lực của thiên đạo bây giờ tối đa chỉ có thể áp chế ngươi, đả thương ngươi, nhưng muốn chém giết ngươi, là không cách nào làm được. Nó biết điểm ấy, cho nên mới làm ra phù thế tháp, làm ra đế vẫn hạo kiếp, Chuyển di tầm mắt của ngươi, cho nó đầy đủ thời gian chuẩn bị, Thần nông đại đế nghiêm túc nói. Một khi để nó thành công, khẳng định có thể có thủ đoạn nắm chắc chém giết ngươi, đến lúc đó, coi như ngươi là giới vực hoàn mỹ, chủ nhân của một thế giới khác, cũng khó có thể đào thoát. Còn có loại sự tình này, nhiếp Vân nghiêm túc. Hắn có được thế giới nạp vật, cơ hồ có thể nói thế giới bất diệt, hắn liền không có khả năng tử vong, chính vì vậy, hắn có tự tin rất lớn, có thể sống qua kỳ nguyên này nghe được thế mới biết, thiên đạo làm ra lần đế vẫn hạo kích này, hoàn toàn là vì hắn. Khó trách đế huyền kia đặc biệt tới tìm hắn, biết rõ không có khả năng quy thuận, còn cố ý nói nhiều như vậy, chỉ sợ là vì mê hoặc bản thân, để cho mình buông lòng cảnh giác. Nhưng nó làm sao mới có thể giết ta, Yết Vân vẫn còn có chút không tin. Thế giới bất tử, hắn liền bất diệt, coi như thiên đạo hủy sạch thần giới, cũng không đả thương được thế giới nạp vật của hắn, làm sao có thể giết hắn coi như thiên đạo tự mình xuất thủ, cũng nhiều nhất đả thương mình, chân chính chiến đấu, đến cùng hư chết vào tay ai còn chưa biết trường. Cụ thể ta cũng không biết, căn cứ phỏng đoán, hẳn là nghĩ biện pháp thôn vệ hết thần giới bản nguyên để thực lực của nó đạt tới cao nhất, sau đó tại tự mình xuất thủ đối phóng ngươi. Mặc dù giới vực hoàn mỹ cường đại, nhưng một khi để nó tiến vào bên trong, trắng trợn phá hư, thế giới khẳng định cũng sẽ sụp đổ, đến lúc đó, ngươi đồng dạng sẽ chết, thần nông đại đế nghiêm túc nói thôn vệ thần giới bản nguyên còn người của nhất vân co rụt lại thật nếu để cho thiên đạo hoàn thành thực lực vô cùng có khả năng đạt tới một loại cấp độ để hắn cũng cảm thấy sợ hãi một khi thường cho hắn tiến vào trong thế giới nạp vật trắng trợn phá hư chỉ sợ mình sẽ bởi vậy vẫn lạc như thế nào mới có thể ngăn cản nghĩ vậy nhất vân nhịn không được hỏi ai cũng không muốn chết càng không muốn tử vong biệt quất như thế rất đơn giản người nghĩ biện pháp thôn vệ hết thần giới bản nguyên này thực lực của ngươi tăng cường, lực lượng của nó tự nhiên sẽ tương đương giảm bớt, thần nông đại đế nói. Ta thôn phệ, Nhất vân sửng sốt một chút, hiển nhiên không nghĩ tới chính là biện pháp này. Thần giới bản nguyên thiếu sót bộ phận kia, cũng chính là thiên địa lục đạo, ta biết ngươi ngưng tụ thành thân thể của đạm đài lăng nguyệt, theo lý thuyết do nàng đến thôn phệ, vừa vạn có thể tạo thành thần giới bản nguyên hoàn chỉnh, nhưng mà... Hiện tại thần giới bản nguyên đã bị thiên đạo thôn phệ hơn phân nửa, coi như tìm năng đến, thôn vệ hết bộ phận còn dư lại, cũng nhiều nhất chống lại đối phương, muốn chém giết, là không cách nào làm được. Người lại khác. Người mở chủ đan điền, tùy ý phục chế đại đạo, sáng tạo thế giới. Nói cho đúng, người đã có một bản nguyên khác, giống như cái trước mắt, chỉ cần cho đầy đủ thời gian trưởng thành, hoàn toàn có thể tạo nên một thần giới khác, bất tử bất diệt, triệt đề vĩnh hằng, dùng lời giải thích thông tục nhất, cái kia chính là. Nạp vật đan điền hình thành thế giới nạp vật, là thần giới, mà chủ đan điền chính là bản nguyên, chỉ cần bản nguyên còn, thế giới nạp vật hủy diệt, đồng dạng có thể lần nữa tạo ra được, ngưỡng khí của thần nông đại đế cấp tốc. Chỉ tiếc, nghi suốt thế thời gian quá ngắn, bản nguyên còn 10 phần non nớt, không cách nào chống lại thiên đạo, nhưng nếu ngươi thôn vệ hết bản nguyên còn dư lại thì khác. Bản nguyên non nớt sẽ bạo tăng thật nhiều lần, thành tựu một bản nguyên mới tinh cường đại, có lẽ sẽ có năng lực chém giết thiên đạo. Nhưng làm sao thôn phệ? nhất vân hoàn toàn minh bạch đồng thời nghi hoặc bản nguyên trước mắt này thật đáng sợ xem như hắn cũng không dám tùy tiện đụng vào chủ đan điền thần nông đại đế nói chủ đan điền là bản nguyên muốn thôn vệ thứ này nhất định phải tế nó ra mới có thể thôn vệ thì ra là thế nhất vân gật đầu tốc độ nhanh một chút thiên đạo đang không ngừng luyện hóa bản nguyên chúng ta tới đây nó hẳn là đã biết nhất định sẽ điều động người phát ngôn ngăn cản, một khi xuất hiện, lại muốn luyện hóa, chỉ sợ không còn kịp rồi, thần nông đại đế vội nói. Được. Nhất vân gật đầu, nhìn về phía vòng xoáy khổng lồ trước mắt, đang định để chủ đan điền vào, liền nghe được sau lưng có khí tức chuyển đến, một thanh âm lạnh như băng vang lên. Hiện tại lại nghĩ luyện hóa, có phải hơi trễ hay không? Vội vàng xoay người nhìn lại, chỉ thấy đế huyền cùng tâm ma đại đế chẳng biết lúc nào đã xuất hiện ở sau lưng, trên mặt lộ ra biểu lộ băng lãnh đồ cợt. Nguy rồi, nhìn thấy hai người xuất hiện, thần nông đại đế lần nữa quay đầu nhìn thoáng qua vòng xoáy sau lưng, sắc mặt không khỏi trầm xuống. Vòng xoáy đang không ngừng thu nhỏ, giờ phút này nhấp vân cũng phát hiện không thích hợp, vòng xoáy đại biểu thần giới bổn nguyên, giờ khắc này không ngừng thu nhỏ, bát trần có thể thấy, xem ra hai người bọn họ vừa tiến vào nơi này, thiên đạo thần giới liền phát hiện, nhưng một mực không có phánh người tới, mục đích rất đơn giản. Kéo dài thời gian, kéo thời gian càng dài, luyện hóa bản nguyên càng nhiều, mà mình và thần nông đại đế vậy mà không phát hiện. Ta ngăn trở bọn hắn, người nhanh nghĩ biện pháp luyện hóa bản nguyên có thể tranh đoạt bao nhiêu hay bấy nhiêu, thiên đạo liền thiếu đi một phần thực lực, người liền cường đại một chút. Thần nông đại đế cung tay, bàn tay lắp một cái, một đồ vật giống như cái sẻng đào thuốc bay ra, thẳng tắp đánh tới đế huyền cùng tâm ma đại đế, thần binh đế cảnh thần nông xúc của thần nông đại đế. Lão già, ngươi muốn chết. Đế huyền thấy thần nông đại đế dám động thủ với nàng, ánh mắt trầm xuống, bàn tay bỗng nhiên vổ tới. Ẩm Ẩm, một cỗ lực lượng hủy thiên diệt địa vào tới, thần nông xúc lập tức ngừng ở trên không trung, không cách nào tiến lên, mà thân thể của thần nông đại đế cũng dừng lại, giống như bị giam cầm, không cách nào động đậy. Đế huyền thực quá cường đại, ban đầu nhất vân cũng bị một chiêu đả thương, huống chi thần nông đại đế. Nhanh luyện hóa bản nguyên, nếu không không có thời gian, nhìn hai người giao chiến thần giới bản nguyên lại giảm bớt một vòng thần nông đại đế điên cuồng quát trước đó thiên đạo định dùng phương pháp từ từ luyện hóa bản nguyên chậm rãi tăng thực lực lên nhưng nhiếp vân đến thì không thể không ra tốc vừa ra tốc bản nguyên lập tức mắt trần có thể thấy giảm bớt trễ thêm một hồi nữa chỉ sợ sẽ không kịp Người chịu đựng nhiếp vân cũng biết thời gian không thể kéo dài cắn răng một cái bỗng nhiên nhảy ra thẳng tắp vọt tới bản nguyên còn không có tiến vào bên trong, lập tức cảm thấy một cỗ lực lượng cắn nuốt cường đại tới cực điểm, tựa hồ muốn nuốt hắn vào. Chủ đan điền, ra. Tình huống nguy cấp, cũng không chiếu cố được quá nhiều, chủ đan điền trong nháy mắt từ trong khí hải bay ra. Quả nhiên, chủ đan điền vừa xuất hiện, lực lượng cắn nuốt của vòng xoáy bản nguyên liền yếu bớt, không có nguy hiểm, ngược lại cho hắn một loại cảm giác ấm áp, phảng phất như tiến nhập suối nước nóng, dễ chịu không nói ra được. Thôn phệ cảm nhận được loại tình huống này hắn biết thần nông đại đế suy đoán không sai lúc này cũng không nhiều lời chủ đan điền biến thành thao thiết cắn nút bản nguyên có bản nguyên bổ dưỡng chủ đan điền mắt trần có thể thấy biến lớn lực lượng của nhấp vân cũng bạo tăng 24 châu 25 châu trước đó bởi vì giúp giao xương luyện chế thân thể mà rớt xuống tu vi khôi phục nhanh chóng đồng thời xu thế đi tới không có chút đình trệ nào tiếp tục gia tăng ầm ầm thân thể chấn động thế giới nạp vật sông phá phạm vi 25 châu, đạt tới 26 châu, lực lượng cường đại tràn nhập toàn thân. 26 châu, 27 châu, 28 châu. Đột phá gông cùng xưởng xích, thế giới nạp vật giống như khí cầu nhanh chóng bạo tăng, mà bản nguyên xung quanh không ngừng bị hắn thôn phệ, trước đó vòng xoáy khổng lồ ở dưới hắn cùng thiên đạo thần giới thôn phệ, rõ ràng thu nhỏ. Số lão đầu, đây là ngươi tự tìm chết. Thấy nhất vân xông vào bản nguyên, thôn vệ thật nhanh, Đế huyền rốt cục nổi giận, lông mi dựng thẳng lên, bàn tay đưa về phía trước. Hồ, thần nông đại đế tránh cũng không tránh kịp, liền bị nắm cổ nhấc lên. Thần nông đại đế lấy y đạo thành tựu đế cảnh, coi như sống lâu một kỷ nguyên, nhưng thực lực chân chính ngay cả nhếp đồng cũng không bằng, thì làm sao chống lại đế huyền bây giờ? Sư phụ, ngươi thật muốn ta ra tay sao? Ngay thời điểm thần nông đại đế cho rằng hẳn phải chết không nghi ngờ, một thanh âm thất vọng, không thể tin được truyền tới, Đế huyền xoay người sang chỗ khác, phát hiện một thân ảnh xinh đẹp chẳng biết lúc nào đã đứng ở cách đó không xa, tú mục đen nhánh nhìn qua, tràn đầy thất vọng. Đàm đài lăng nguyệt Nàng và Nhất Vân là phu thê, tâm linh sớm đã tương thông, coi như hắn muốn tận lực giấu giếm, cũng đâu thể giấu giếm được, phát hiện hắn đang giấu giếm sự tình đế huyền, liền lặng lẽ đi theo, kết quả nhìn thấy màn này. Hắn là thần nông đại đế, y đạo đại đế được người người thần dưới kính ngưỡng, người động thủ với hắn, thật sự không có đường lui rồi, trong mắt đạm đài lăng nguyệt chảy ra lệ ngân. Bất kể nói thế nào, vị trước mắt này cũng là sư phụ của nàng, vì vun bón nàng mà dốc hết tất cả, phần ân tình này, không phải nói cắt liền cắt. Đường lui, ta còn có đường lui sao, ha ha, từ khi hắn bước ta hiện ra bản thể, ta liền không có đường lui, đường lui chân chính là, tất cả các người chết. Chỉ cần đến lúc đó lần nữa ngưng tụ một thần giới mới, sẽ không ai nhận biết ta, ta vẫn là thần giới đệ nhất mỹ nữ cao cao tại thượng, thuần khiết vô hạ kia. Đế huyền lộ ra vẻ dữ tợn, đã điên rồi. Đã như vậy, đệ tử, cũng chỉ có thể động thủ. Thấy đối phương nói ra lời này, đạm đài lăng nguyệt cố nén nước mắt rơi xuống, đầu gối mềm nhũn quỳ dạp xuống đất. Sư phụ, đây là ân bồi dưỡng của ngươi, cũng là lần cuối cùng ta kêu một tiếng sư phụ, sau khi dập đầu, ngươi ta ân đoạn nghĩa tuyệt, từ nay chỉ là cửu nhân. Nói xong, đạm đài lăng nguyệt lần nữa dập đầu một cái đứng dậy toàn thân tản mát ra khí tức cường đại thiên đạo đại đế thần giới ngoại trừ nhiếp vân là đại đế mạnh nhất thực lực của nàng cường đại hơn thần nông đại đế nhiều lắm ầm ầm đạm đài lăng nguyệt xuất thủ bàn tay chào một cái thiên địa tối tăm một khe hở thời không thẳng tắp lao qua đế huyền ta có thể bồi dưỡng ngươi tự nhiên cũng có thể hủy ngươi đây là người tự tìm chết thấy đạm đài lăng nguyệt lại dám ra tay với nàng Đế huyền nhíu mày, trong mắt mang theo băng lãnh, bàn tay nhẹ nhàng điểm một cái, khe hở lập tức đình trệ, không còn cách nào tiến lên. Nhất vân có lực lượng 23 châu, cũng bị nàng một chiêu đả thương, mặc dù đạm đài lăng nguyệt cường đại, vẫn như cũ không phải là đối thủ. Bất quá, cái sau tựa hồ sớm biết sẽ có kết quả này, tú mi hơi dương, một ngọc thủ khác bắt tới thần nông đại đế, một chiêu công kích, một chiêu cứu người. Động tác của nàng ăn khớp, phẳng phất như luyện tập vô số lần, lại như linh dương móc rác, không có dấu vết mà tìm kiếm. Hô, thời điểm đế huyền phản ứng lại, thần nông đại đế đã bị nàng cứu ra, rơi vào lòng bàn tay của nàng. Còn nghĩ cứu người, hôm nay các ngươi đều phải chết. Thấy người được cứu đi, ra mặt đế huyền run rẩy, bàn tay cuộn cuộn, lần nữa đánh tới hai người, lần này mười phần lực lượng, coi như thần giới hai châu chi địa, cũng sẽ ở dưới một trưởng này biến thành bột mịn. Nhanh trốn tới bàn nguyên, thần nông đại đế quát bản nguyên. Nhanh, bản thân ngươi là bộ phận cốt lõi nhất của thần giới bản nguyên luyện chế thành, ngươi đi qua bản nguyên sẽ không tổn thương ngươi, ngược lại sẽ còn hội tụ tới ngươi, thần ông đại đế nóng nảy hô. Được. Biết thời gian không đợi người, lại trễ nải, rất có thể chết ở chỗ này, đạm đài lăng nguyệt không chút do dự, thân thể mềm mại nhóng một cái, mang theo thần ông đại đế vọt tới thần giới bản nguyên. Ẩm ẩm, quả nhiên, nàng khẽ dựa gần, bản nguyên giải tán bỗng nhiên lao qua nàng, để khí tức của nàng cấp tốc bạo tăng, xem ra, tốc độ thôn vệ bổn nguyên còn nhanh hơn nhất phần nhiều lần. Đáng giận Nhất vân thôn vệ bản nguyên, vốn đã để thiên đạo tức giận, giờ phút này đạm đài Lăng nguyệt cũng thôn vệ, tốc độ càng nhanh, thiên địa lập tức run rẩy thiên đạo triệt để nổi giận. ầm ầm U mà cảnh kéo dài không biết bao nhiêu ức vạn dạm trong nháy mắt nổ thành bột phấn, thần giới cũng xuất hiện khen nứt to lớn, vô số sinh linh trong nháy mắt hóa thành hư không các người đã muốn chết vậy đều chết đi cho ta đế huyền làm người phát ngôn của thiên đạo có thể rõ ràng cảm nhận được thiên đạo phẫn nộ rít lên một tiếng thiên địa xanh đen trong nháy mắt vỡ ra giống như kéo ra màn tre từ chỗ sâu không biết tên một đám thần thú to lớn thẳng tắp lao đến đế thú rõ ràng đều là đế thú tiêu diệt toàn bộ sinh linh thần giới cho ta một tên cũng không để lại khuôn mặt đế huyền vạn vẹo, điên cuồng quát. Ấm, ẩm ầm nghe được tiếng sống của nàng, đế thú hung mãnh vỏ tới thần giới, vô số sinh linh trong nháy mắt đổ thán. Đáng giận, đạm đài lăng nguyện nhìn một màn này ở trong mắt, nắm nấm xếp chặt. Nàng là thiên đạo sư, bản thân thì có tâm trách trời thương dân, thấy bởi vì nàng mà thần giới lâm vào nguy nan, vô số sinh linh hủy diệt, làm sao có thể chịu được, ngay thời điểm nàng dự định lao ra, cung đế huyền, vô số đế thú liều mạng, một bàn tay ấm áp đẻ ở trên bờ vai của nàng ta tới đi người ở nơi này tiếp tục thôn vệ bản nguyên không cần lưu lại một phần cho thiên đạo lưu cho nó càng nhiều sinh linh chết đi sẽ càng nhiều nhiếp vân cười nhìn qua đạm đài lăng nguyệt thôn vệ bổn nguyên tốc độ nhanh hơn hắn nhiều tiếp tục đợi ở chỗ này mặc dù có thể tranh đoạt càng nhiều bản nguyên nhưng thần giới chỉ sợ cũng phải bởi vậy triệt để hủy diệt nếu như thần giới thực diệt vong mình kiên trì lại có tác dụng gì cho nên nhất định phải có người rời đi, cứu vớt thần giới, mà nhất vân biết, coi như hiện tại đạm đài lăng người ra ngoài, cũng không có khả năng là đối thủ của đế huyền, chờ tao ngộ nguy hiểm, còn không bằng chính hắn rời đi. Ta biết, nhất vân nghĩ thông suốt, đạm đài lăng nguyệt cũng rõ ràng, lúc này gật đầu. Không cần lưu một chút cho thiên đạo, nhất vân bàn giao một câu, bàn tay chào một cái, thu thần nông đại đế vào thế giới nạp vật, nhẹ nhàng nhảy lên, rời khỏi phạm vi bản nguyên một lần nữa trở lại Uma Cảnh. Thời khắc này Uma Ma Cảnh đã triệt để biến thành phế tích, một vết rách vắt ngang qua không trung, tựa như một vết sạo to lớn, không hổ là thiên đạo, thần giới đệ nhất hiểm địa, ở dưới cơn nóng giận của nó, triệt để biến thành phế tích, không thể nào sửa chữa. Người cũng dám đi ra. Thấy hắn xuất hiện, hận ý trong mắt đế huyền như nước sông cuồn cuộn, không phải thiếu niên trước mắt này, nàng làm sao có thể trở nên như hiện tại, người không ra người quỷ không ra quỷ, nếu như không phải bất đắc dĩ, ai có thể hiến tế linh hồn của mình cho thiên đạo, trở thành người hầu trung thực của đối phương. Ha ha! Lời nói chuyện với đối phương, Nhất Vân nhẹ nhàng cười một tiếng, ngón tay nhấn tới. Người muốn chết, không nghĩ tới thiếu niên dám ra tay với mình, khuôn mặt của đế huyền trầm xuống, tiến lên đón. Ừm, bàn tay cùng ngón tay đụng nhau. Phốc! Phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt của đế huyền trắng nhợt, thẳng tắp bay rớt ra ngoài, một chiều trọng thương làm sao có thể ngươi làm sao sẽ mạnh như vậy đế huyền cấp tốc thở dốc cờ hồ không thể tin được trước mấy ngày cùng hắn giao thủ còn có thể tùy tiện đả thương lúc này mới bao lâu thời gian lại trở nên mạnh như vậy thấy dáng vẻ của nàng tức hổn hển nhấp vần lắc đầu mặc dù không có thôn vệ sạch sẽ bản nguyên nhưng thực lực của hắn có tiến bộ nhảy vọt ngắn ngủi mấy thức lực lượng liền tăng hơn mười châu nói cách khác thực lực của hắn bây giờ đã đạt đến ba mươi châu hơn nữa sau khi dung hợp bản nguyên chủ đan điền trở nên càng thêm cường đại mặc dù so với thần giới bản nguyên còn hơi yếu lại đã gia tăng mấy lần dùng người để ví von mà nói chủ đan điền lúc trước như hài nhi ba bốn tuổi sau khi thôn vệ bản nguyên đã đến mười bốn mười lăm tuổi dù cách trưởng thành còn có một đoạn tranh lệch cũng đã có thành tựu coi như thiên đạo thôn vệ một phần bổn nguyên khác muốn giết hắn chỉ sợ cũng làm không được dù sao coi như thiên đạo cắn nuốt bản nguyên nhiều hơn hắn cũng không hoàn chỉnh mọi người tám lặng nửa cân ai cũng không sợ ai, ngược lại bản nguyên của hắn mới đàn sinh, có được bộ phận hoàn chỉnh, thật muốn liều chết tương bác, cuối cùng ai chết còn chưa biết được. Chính vì vậy, hắn mới đi ra. Trốn, thấy ánh mắt của thiếu niên bình tĩnh, đế huyền biết thực lực người trước mắt này đã không phải là nàng có thể chống lại, ánh mắt lóe lên, quay người đào tàu. Yết Vân không giống đạm đài lang nguyệt, có tình cảm với nàng, sẽ thủ hạ lưu tình. Đợi ở chỗ này chỉ có một con đường chết, nàng không muốn chết muốn đi, ngươi cảm thấy còn có thể đi được sao, con mắt phát lạnh, nhếp vân lăng không bắt tới. Hồ, thân thể của đế huyền trong nháy mắt bị giam cầm ở trên không trung. Thời điểm tu vi của nhếp vân không có gia tăng, nàng nhiều nhất chỉ có thể kích thương, không thể giết, giờ phút này thực lực bạo tăng, thì sao có thể là đối thủ. Tâm ma đại đế, đến lượt ngươi vì thiên đạo cống hiến rồi, đi thôi. Cảm nhận được thân thể cứng ngắc, sẽ lập tức bị chém giết, đế huyền nhíu mày, trong mắt hiện lên lạnh ý, giữ tận giống lên một tiếng, bàn tay bỗng nhiên vỗ ra, tâm ma đại đế theo sát ở sau lưng nàng, một mực xem như người hầu bị ném ra. Đế huyền, người thật độc. Tức giận gào thét, tâm ma đại đế ngay cả phản ứng cũng không phản ứng kịp, thân thể liền bành trướng, ấm vang nổ tung, một đại đế đỉnh phong, lực lượng bạo tạc nên mạnh bao nhiêu, nếu như ở thần giới mà nói, chỉ sợ phạm vi mấy châu rãi nổ thành đất khô cằn, vô số sinh linh chết tại chỗ hừ. Nhất Vân hiển nhiên cũng không nghĩ đến đế huyền tàn nhẫn như vậy, vì đào mệnh ngay cả thủ hạ cũng không cần, nhíu mày, bỗng nhiên chảo một cái, hô, tâm ma đại đế nổ tung sinh ra sóng xung kích liền bị hắn giam cầm ở trong một viên cầu, không khách nào lan tràn. Cầm cố lại lực lượng tự bạo của đối phương, Nhất Vân vớt tay, tự bạo sinh ra lực lượng liền bị nuốt vào thế giới nạp vật, biến thành chất dinh dưỡng. Ân, để cho nàng chạy trốn, xử lý xong những thứ này, lần nữa nhìn lại, Nhất Vân phát hiện Đế Huyền đã trốn, vô ảnh vô tung, rốt cuộc tìm không thấy. Cứu người trước đi. Biết bây giờ không phải là thời điểm truy kích, thân thể của Nhất Vân nhoáng một cái, sau một khắc xuất hiện ở thần giới, lúc này, đại bộ phận thần giới đã biến thành phế tích. Mấy ngàn con đế thú đồng thời chấp hành kế hoạch diệt thế, dù thời gian chỉ qua mấy hơi thở, thần giới Cửu Châu cũng đã hỏng mất không sai biệt lắm. "Đều chết cho ta!" Thấy cảnh này, khóe mắt Nhất Vân nhảy lên, đi tới trước mặt đế thú, một trưởng bổ xuống. Trường này mang theo phẫn nộ của hắn, thần giới phảng phất như đều bị giam cầm ở dưới một trường này, không cách nào phản kháng. Dầm rầm rầm mấy trăm đế thú trong nháy mắt nổ tung lên, biến thành thịt nát đầy trời, một trường chém giết mấy trăm đế thú, tương đương với chém giết mấy trăm vị đại đế. Lúc này thực lực của Nhất Vân đã vượt qua phạm trù đại đế có thể hiểu. Ấm ẩm ầm nhìn thấy thiếu niên ở trước mắt hung mãnh như vậy, rất nhiều đế thú bị dọa đến không khỏi lui lại hơn ngàn con đồng thời xuất thủ một trận oanh minh kịch liệt hơn ngàn con đế thú đồng thời xuất thủ lực lượng lại thông qua phương pháp đặc thù của thiên đạo hỗn hợp lại toàn bộ thần giới xuất hiện một cái khe to lớn một đạo khí tức hủy diệt thế gian đập vào mặt một con đế thú không đáng để lo hai con cũng không tính là gì nhưng lên trăm con hơn ngàn con đồng thời phát ra công kích đích thực cực kỳ đáng sợ xem như nhấp vân cũng cảm thấy cố hết sức dù sao Lần này hắn tương đương với đối mặt hơn ngàn vị đại đế. Thánh Sơn, ra. Biết chỉ bằng vào lực lượng chỉ sợ ngăn cản không nổi, Nhiếp Vân không chút do dự, mi tâm lóe lên, Thánh Sơn to lớn bỗng nhiên bay ra, thẳng tắp nghênh đón trên ngàn con đế thú công kích. Ầm, mà đất nứt ra, hải dương sôi trào, núi cao khuynh đảo. Thánh Sơn kịch liệt chấn động, chặn hơn ngàn con đế thú liên hợp công kích, ngay sau đó ở dưới sự khống chế của Nhiếp Vân, tiếp tục rơi xuống hơn ngàn con đế thú có tiếng giống giận dữ vang lên. Tựa như kèn lệnh trong chiến trường vang lên, lại có mấy ngàn con đế thú đồng thời xuất thủ, lực lượng giống như trường hà, va chạm tới Thánh Sơn. Bành, Thánh Sơn chấn động kịch liệt, vớt cuộc không chống lại được, bay ngược mà về, như vân nhướng mày, hai tay bỗng nhiên cầm ra. Thánh Sơn bay ngược lập tức ngừng ở trên không trung, không ngừng run rẩy. mấy ngàn con đế thú liên hợp công kích quá cường đại, coi như nhất vân hiện tại, cũng không chống lại được. Đánh lui Thánh Sơn, làm cho nhiếp vân lui lại, lại một thanh âm kèn lệnh vang lên, giữa thiên địa lần nữa kéo ra một màn tre, rất nhiều đế thú lui lại, tự như binh lính huấn luyện nghiêm chỉnh, lui vào tấm màn đen biến mất không thấy gì nữa, phảng phất như chưa bao giờ xuất hiện qua. Đáng giận, biết là thiên đạo để tất cả đế thú rời đi, sắc mặt của nhiếp vân trầm thấp, nói thật, số lượng đế thú thực sự nhiều lắm, coi như thực lực của hắn đã đạt tới thần giới không người có thể địch, vẫn như cũng không dám người theo hơn ngàn con đế thú liên hợp công kích, liên tục mấy lần, cho dù hắn có thánh sơn, cũng cảm thấy khí huyết phủ phiếm, có chút không chống đỡ được. Nhất định phải liên hợp tất cả đại đế, thậm chí để nhiều người hơn tấn cấp, liên hợp lại cùng nhau mới được, chỉ bằng vào thực lực cá nhân, là không thể nào thắng qua nhiều đế thú như vậy, điều tức một chút, triệt để khôi phục lại, nhất vân trầm tư. Tuy thực lực của hắn mạnh, nhưng không có khả năng một người diệt sát gần 10.000 đế thú, Biện pháp tốt nhất là liên hợp đại đế khác, tất cả mọi người chung một chỗ liên thủ. Nếu không nhiều đế thú như vậy lần nữa quy mô đánh tới, tất nhiên là thời điểm thần giới hủy diệt. Thu Nghĩ đến điểm này, trong lòng nhiếp vân đã có so đo, bàn tay vù một cái, mấy trăm thi thể đế thú bị thu vào thế giới nạp vật. Có những thi thể đế thú này, đủ để đám người phụ thân nhiếp hiếu thiên, thê tử lạc khuynh thành tấn thăng đế cảnh. Đương nhiên, cũng có thể để tu vi của hắn lần nữa tăng lên trước liên hợp đại đế khác, làm ra quyết định, quay đầu nhìn lại, thời điểm đế thú đi tới, chỉ có mấy vị đại đế ngăn cản, cộng lại không đủ 10 vị, cường giả đế cảnh khác căn bản không thấy tung tích. Đại đế khác đâu, nhíu mày, như vân nhìn về phía hiên viên đại đế đã gần như kiệt sức hỏi. Còn đang chờ đợi phù thế tháp, hiên viên đại đế lắc đầu. Vẫn chờ, như vân nhíu mày, sắc mặt âm trầm đáng sợ, đế thú đột kích, thần giới cửu châu sắp hủy diệt một nửa những đại đế này không đến giết địch mà còn đang chờ phù thế tháp hư vô phiêu miểu chẳng lẽ muốn chết ở kính nguyên này sao hồ trong lòng nổi giận tinh thần khẽ động như vân xuất hiện ở trước phù thế tháp quả nhiên thấy chí ít có hơn 60 vị đại đế vẫn như cũ hai mắt sáng lên nhìn chằm chằm tháp cao căn bản không quản thần giới hủy diệt hay không trong mắt bọn hắn thần giới sớm muộn cũng sẽ bị tiêu diệt chỉ có bản thân sống sót mới là thật như vân vừa xuất hiện lập tức đưa tới rất nhiều đại đế cảnh giác, từng cái lạnh lùng nhìn qua, mang theo bất thiện. Như vân đại đế, ngươi không phải nói không tranh đoạt phù thế tháp sao, vì sao lại đến tranh với chúng ta? Thực lực của ngươi coi như không cần phù thế tháp, cũng có thể vượt qua kỷ nguyên, cần gì tranh đoạt với chúng ta? Thần muốn tranh đoạt cũng không có gì, chúng ta chỉ phải trước liên hợp xuất thủ chấn áp ngươi. Mặc dù ngươi lợi hại, ngay cả đám người hiên viên đại đế cũng không phải là đối thủ của ngươi, nhưng chúng ta nơi này có sáu bảy mươi vị đại đế liên hợp lại ngươi khẳng định cũng không phải là đối thủ ta khuyên ngươi nên lập tức rời đi đi đừng chọc chúng ta không vui nếu không chấn áp rửa sát người là rất có thể mau mau rời đi nếu không chúng ta liền động thủ thấy ánh mắt của nhiếp vân lạnh lùng nhìn phù thế tháp cách đó không xa rất nhiều đại đế đồng thời đứng dậy mang theo địch ý nồng nặc đế thú đột kích thần giới sắp hủy các ngươi không đi chiến đấu lại còn trông coi đồ vật hư vô phiêu miểu này. Đối mặt mọi người quát lớn, thần sắc của nhiếp vân càng ngày càng khó coi. Kỷ nguyên hủy diệt, toàn bộ sinh linh tử vong, đây là luân hồi, là chuyện tất nhiên, chúng ta cũng không thể ngăn cản, có thể bảo trụ bản thân cũng không tệ rồi, còn nhiều như vậy làm gì. Thần giới sớm muộn cũng sẽ hủy diệt, tiến lên lâm vào nguy hiểm, còn không bằng chờ phủ thế tháp, thuận lợi vượt qua hạo kiếp lần này lại nói. Sinh linh thần giới chết sống, cùng ta có liên can gì? nghe được hắn nói, các đại đế khác cười lạnh. cường giả đế cảnh sớm đã vượt qua thế tục, sinh linh phổ thông ở trong mắt bọn hắn chỉ là sâu kiến, tử vong hay không đối với bọn hắn mà nói không có chút ảnh hưởng nào. thời điểm hưởng thụ sinh linh cung phụng yên tâm thoải mái, lúc tai nạn tới chỉ nghĩ bản thân. nguyên lai like đây chính là đại đế mà người người kính ngưỡng. nghe được chúng nhân nói lời vô sỉ, nhất vân giận quá mặc cười, quá buồn cười. những đại đế này đứng ở đỉnh thần giới, hưởng thụ vô số người cung cấp tài phú cùng tiện lợi, khi đó, bọn hắn không nói sinh linh vô dụng, đáng chết. Hiện tại hạo kiếp đến rồi, không đi hỗ trợ, chỉ nghĩ mình phải trang có thể sống sót, vô sỉ tới cực điểm, vô sỉ ngược lại cũng thôi, mỗi chút còn nói đường hòa như thế. Nhất vân đại đế, người cũng không cần trang thanh cao làm gì. Nghe nhất vân chế diễu, trên mặt rất nhiều đại đế có chút không nhịn được, một đại đế đứng dậy, cười lạnh một tiếng, nếu như ngươi không muốn sống qua kỷ nguyên kế tiếp, vậy ngươi đi đối kháng thiên đạo đi, đừng kéo chúng ta. Không sai, nhiều kỷ nguyên như vậy, vô số đại đế đều chống không lại thiên đạo, vì sao chúng ta còn muốn tự tìm khổ ăn? chống không lại còn làm thiên đạo tức giận, triệt để hạ sát thủ, còn không bằng an tâm chờ phù thế tháp, có lẽ có thể sống qua kỷ nguyên này. lại có hai vị đại đế đứng dậy. rất tốt, rất tốt, nghe được đối phương nói vô gì. Như vân hiếp mắt lại, trên người sát cơ sôi trào. Mọi người chú ý, hắn muốn động thủ với chúng ta, nhanh liên hợp lại, trong đám người một vị đại đế hí dài, không cần hắn nói, đại đế khác cũng nhìn ra sát ý trên người thiếu niên, tất cả đều duỗi hai tay ra, lực lượng của hơn 60 vị đại đế trong nháy mắt liên hợp lại cùng nhau. Đế thú tiến đến phá hư thần giới, không thấy các người liên hợp như vậy, hạo kiếp đi tới trước mặt, vô số sinh linh hủy diệt, không thấy các người đồng lòng như thế, lúc này vì đối kháng ta lại liên hợp cùng nhau lực lượng chỉnh tề như vậy không phần khác biệt rất tốt rất tốt nhìn thấy các đại đế triệt đề liên hợp nhiếp vân giận quá mặc cười đã như vậy các ngươi đều chết đi cho ta gầm lên giận dữ nhiếp vân không quản những người này mi tâm khẽ động thánh sơn đột nhiên bay ra đi ầm ầm thánh sơn trở nên lớn như một trâu thẳng tắp đập tới cùng động thủ Thầy thánh sơn áp xuống uy lực vô tận để cho người ta tuyệt vọng các đại đế ra sức là hét đồng thời xuất thủ ẩm ừ, hơn 60 vị đại đế liên hợp hình thành công kích xuyên thấu cổ kim giống như thời gian trường hà từ viễn cổ bắn tới cùng hàng va chạm với thánh sơn theo bọn hắn nghĩ coi như thiếu niên trước mắt này lợi hại hơn nữa một người đối kháng mười đại đế coi như giỏi lắm rồi bọn hắn hơn 60 vị đại đế chỉ cần liên hợp nhất định có thể để hắn biết khó mà lui chính bởi vì có loại tự tin này nên đối với thần giới đệ nhất nhân cũng không có quá nhiều e ngại bất quá khi thánh sơn nhấn tới lập tức biết không phải là chuyện như vậy thánh sơn phảng phất như tinh cầu rơi xuống mà bọn họ vào một đám sâu kiến vô dụng liên hợp hình thành công kích mặc dù cường đại khiến người sợ hãi nhưng đánh lên thánh sơn không có chút tác dụng nào kiến càng lai like cây là sao có thể nhúc nhích cái này làm sao có thể hắn làm sao có thể mạnh như vậy ta không tin rất nhiều đại đế khủng hoảng. Theo bọn hắn nghĩ, cùng là đại đế, coi như thiếu niên ở trước mắt cường đại, cũng sẽ không lợi hại quá nhiều, thật giống như hiên viên đại đế, danh dương thần giới đệ nhất nhân, trên thực tế ba bốn vị đại đế lợi hại liên hợp, hắn cũng không có biện pháp. Hiện tại bọn hắn có 6-70 vị đại đế, trong đó xếp hạng top 10 càng có 6-7 cái, toàn bộ thần giới cơ hồ 80% cường giả đế cảnh trở lên đều tới, liên hợp chung một chỗ lại không phải đối thủ, cái này làm sao có thể không có chút đình trệ nào, Thánh Sơn áp bách xuống, 67 vị đại đế tự cho là đúng, ở dưới áp lực cường đại, đồng loạt quỳ rạp xuống đất, sắc mặt trắng bệch. Thời khắc này, Nhất Vân đánh ra một chiêu, mấy trăm con đế thú cũng có thể nhẹ nhõm chém giết, đừng nói những đại đế này, coi như số lượng lại nhiều, cũng vô dụng. Hô, thời điểm mọi người ở đây quỳ dạp xuống đất, hiên viên đại đế chạy tới. Nhất Vân, không thể giết bọn hắn, chỉ bằng vào mấy người chúng ta, là không thể nào chống lại thiên đạo lúc này cường giả đế cảnh càng nhiều thắng lợi khả năng càng lớn thấy cảnh này hiên viên đại đế sao còn không biết chuyện gì xảy ra vội vàng nói cho dù đối với cách làm của những đại đế này hắn cũng cảm thấy xấu hổ nhưng tình huống hiện tại thiên đạo thật quá đáng sợ đánh chết các đại đế mà nói tương đương tự mình chặt tay nguyên bản cục diện rất bị động sẽ trở nên càng thêm phức tạp đúng vậy nhiếp vân đại đế người không thể giết chúng ta đúng chúng ta bảo đảm thời điểm đế thú tới sẽ tham gia chiến đấu hắc hắc người có bản lãnh liền giết chúng ta chết chỉ bằng mấy người các ngươi khẳng định cũng chống không lại thiên đạo cùng lắm thì mọi người cùng chết biết thực lực của thiếu niên trước mắt bọn hắn nhiều người như vậy liên hợp cũng chống không lại có bắt đầu chịu thua cũng có cười lạnh bọn hắn đoán chắc vì đại cục nhất phần khẳng định không dám động thủ với bọn hắn cường giả đế cảnh chỉ có bấy nhiêu hạo kép tiến đến những sinh hình khác căn bản vô dụng chỉ có cường giả đại đế mới có thể phản kháng nếu như nhất vân giết chết bọn hắn mà nói chẳng khác nào triệt để phá hủy con đường sống tiếp mọi người sẽ cùng chết loại sự tình này người ngu đi nữa cũng sẽ không làm cho là ta không dám giết các ngươi nghe được thanh âm kỳ lành ánh mắt của nhất vân bằng lãnh ha ha vậy ngươi giết giết chúng ta chính là tự đoạn hai tay dù sao hy vọng sống sót của mọi người rất xa vời có bản lĩnh liền động thủ không có bản sự liền thả lão tử ra chăm chú nhận lỗi, lão tử tâm tình tốt, có lẽ sẽ đáp ứng cùng các ngươi chung một chỗ chống lại thiên đạo. Không có chúng ta, ta không tin một mình ngươi có thể ngăn cơn sóng dữ, mau buông ra, nếu không bản đế sinh khí, lại không liên hợp với các ngươi, ta xem ngươi có thể làm gì ta, nghe được Nhất Vân nói, các đại đế khác cười lạnh. Nhất Vân, không thể giết những người này, đại đế chúng ta vốn ít, nhiều đế thú như vậy, không có đại đế liên hợp, chúng ta khẳng định chống không lại, đám người hiên viên đại đế phổ thiên đại đế nguyên dương đế quân cũng đi tới khuyên can nghe được mấy người kia giúp bọn hàn nói chuyện rất nhiều đại đế bị thánh sơn áp chế đều cười lạnh khuôn mặt vãn vẹo nghe được không nhấp vân lập tức thả chúng ta ra chúng ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua nếu không coi như người bắt chúng ta quỳ xuống chúng ta cũng không đi chiến đấu với thiên đạo cùng lắm thì người giết chúng ta mọi người đồng quy vô tận dù sao thực lực của ta ở trong đại đế khác xếp hạng chót mệnh không đáng tiền ngươi là thần giới đệ nhất nhân lại không giống giết chúng ta mọi người cùng nhau chết có ngươi chôn cùng cũng coi như kiếm lời dưới thánh sơn các đại đế đều tùy ý cười bọn hắn chắc chắn nhiếp vân không dám động thủ các ngươi đã muốn chết vậy ta liền thành toàn các ngươi không để ý tới đám người phổ thiên hiên viên nhắc nhở nhiếp vân thương hại nhìn rất nhiều đại đế trước mắt cười lạnh một tiếng bàn tay bỗng nhiên đánh ra ầm ầm thiên địa hủy diệt, vũ trụ sụp đổ. Các đại đế mới vừa rồi còn vô cùng phách lối, không nghĩ tới hắn thực xuất thủ, còn người co lại, ngay cả kêu thảm cũng không kịp phát ra, liền cùng lúc biến thành bánh thịt, hồn phi phách tán, cái gì cũng không chạy thoát. Cái này, thiên viên đại đế lảo đảo, xem chút ngất đi. Một chiêu chém giết trên 80% đại đế của thần giới. Xong. Đám người phổ thiên đại đế tuyệt vọng, tình huống vốn không lạc quan, lại giết chết nhiều đại đế như vậy, tiền đồ của thần giới đã hoàn toàn u ám. Nhấp vân, người giết bọn hắn, nguyên dương đế quân thực sự nhịn không được mở miệng. Mặc dù những người này đáng chết, ta cũng muốn động thù, nhưng, thực giết, nhiều đế thú như vậy, chúng ta làm sao chống lại, làm sao chống qua. Những người này giữ lại cũng sẽ không chân chính đối kháng thiên đạo, sẽ chỉ biến thành vướng víu, nhấp vân hừ một tiếng nhìn thái độ của bọn hắn còn nằm mộng bình an vượt qua kỳ nguyên này căn bản không dự định cùng thiên đạo chính diện chống lại đã như vậy giữ lại thì có ích lợi gì còn không bằng giết hô không nói thêm lời tay nhiếp vân vồ lấy thi thể đại đế bị hắn đồng thời thu vào thế giới nạp vật thứ hại người này cũng hủy đi nhìn thoáng qua phủ thế tháp để rất nhiều đại đế lưu luyến không rời nhiếp vân cười lạnh một tiếng tế thánh sơn ra muốn phá hủy bất quá còn không có động thủ thiên địa chấn động, quang mang thất thải biến mất, phủ thế tháp triệt để từ trong hư không xuất hiện, mang theo khí tức bao trùm vạn giới, phủ thế tháp triệt để xuất thế. Ngay thời điểm phủ thế tháp xuất hiện, không gian trước mắt không ngừng vạn vẹo, hơn 10 thân ảnh đột ngột xuất hiện, đồng thời bắt tới tháp cao, những người này gần như đồng thời xuất thủ, từng cái lực lượng to lớn đến cực điểm, thủ đoạn càng quỷ dị khó lường, tựa hồ có được thực lực không kém gì hiên viên đại đế. Là những lão quái vật kia, Nhất phần nhận ra được, hừ, một mực dấu ở bên cạnh, lúc này đi ra, xem ra muốn các người cũng không có tác dụng gì, cùng chết đi. Nhìn thấy những lão quái vật nhiều kỳ nguyên này, vừa rồi thời điểm đế thú giết tới không lộ diện, phủ thế tháp xuất hiện, lại từng cái xuất hiện, sắc mặt nhiếp vân âm trầm, thánh sơn lần nữa đập tới. ầm ầm Hơn 10 thân ảnh còn không có cầm được phủ thế tháp, liền cảm thấy phía sau rét lạnh, trong nháy mắt ra đầu nổ lên, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ trở tay công kích. Mặc dù thực lực các lão quái hơn xa đám người hiên viên đại đế, nhưng uy lực của Thánh Sơn quá mạnh, để bọn hắn hoảng sợ. Ầm ầm. Tất cả lực lượng công kích ở trên Thánh Sơn, chỉ để Đại Sơn dừng lại một chút. Hừm, không nghĩ tới chỉ mấy đại đế sống nhiều kính nguyên, liên hợp sinh ra công kích liền vượt qua hơn 60 vị đại đế công kích, nhấp vân hơi sững sờ, bất quá không thèm để ý chút nào, lực lượng trên tay gia tăng. Hơn 10 vị đại đế sống nhiều kính nguyên không chịu nổi, giống như rất nhiều đại đế lúc trước, đồng loạt quỳ dạp xuống đất. Cái này! Quá cường đại! Đám người hiên viên đại đế, phổ thiên đại đế trợn mắt hốc mồm, sắp điên rồi. Hơn 60 vị đại đế, bị một chiêu chém giết, hồn phách không chạy ra được, hơn 10 vị đại đế sống nhiều kỷ nguyên, vậy mà cũng một chiêu biểu sát, thực lực của nhất vân nền mạnh bao nhiêu, thần giới làm sao có thể sinh ra người cường đại như vậy. Muốn hiện tại chết, hay cùng ta chung một chỗ chống lại thiên đạo một chiêu đè xuống nhiều đại đế như vân lạnh lùng nhìn qua những đại đế này sống nhiều kỳ nguyên thủ đoạn bảo mệnh rất nhiều thực lực cũng mạnh có thể giúp đỡ chống lại thiên đạo mà nói tuyệt đối là một giúp đỡ lớn chúng ta hơn 10 vị đại đế sống nhiều kỳ nguyên vốn nghĩ xuất hiện cướp được phủ thế thắp xong liền đi nằm mơ cũng không nghĩ đến lại bị chấn áp tại chỗ từng cái cắn răng kiên trì trên mặt đều do dự bọn hắn sống thời gian lâu dài thấy qua vô số đại đế chống lại thiên đạo đều biến mất ở trong dòng chảy lịch sử, biết kết cục chống lại thiên đạo, cảm xúc càng sâu. Bà tức thời gian không đáp ứng, chết ngay bây giờ. Thấy bọn họ do dự, Nhiếp Vân cũng lười nói nhảm, dù sao hơn 60 đại đế cũng giết, lại giết nhiều mấy cái cũng không có gì. Ba. Hai. Khuôn mặt của Nhiếp Vân như băng, lạnh lùng nhìn đám người bị thánh sơn đè ở phía dưới. Một, tốt đã đến giờ chung một chỗ chống lại thiên đạo hay chết làm ra lựa chọn đi ta biết thiên đạo lợi hại ta không đứng nghịch với nó một vị đại đế sống nhiều kỳ nguyên quát bất quá tiếng hô của hán còn không có kết thúc toàn thân đột nhiên bành trướng ầm ừ, một tiếng oanh minh kịch liệt tại chỗ nổ thành thịt nát nhìn thấy lão quái vật sống hơn một kỳ nguyên tử vong ngay cả phản ứng cũng không phản ứng kịp những người khác phát mộng những người khác thì sao ta không có quá nhiều kiên nhẫn. Nhếp vân tiếp tục nhìn tới. Ta đồng ý cùng ngươi chung một chỗ chống lại thiên đạo. Ta qua đủ loại thời gian trốn đông trốn tây này rồi, chung một chỗ phản kháng thiên đạo, tranh thủ quang minh chính đại sống sót. Ta cũng vậy, biết thiếu niên sẽ thực hạ sát thủ, các đại đế sống nhiều kỳ nguyên khác đều cán sang đồng ý. Giờ phút này đã đâm lao phải thao lao, không đồng ý cũng không được. Có thể đoán được chỉ cần không đáp ứng, thiếu niên này nhất định sẽ để bọn hắn chết tại chỗ. Hiến tế linh hồn đi, thấy bọn họ đáp ứng, nhất vân thản nhiên nói. Hiến tế linh hồn, rất nhiều đại đế sầm mặt lại, linh hồn hiến tế, chẳng khác nào tính mệnh bị người khác khống chế, không có cách nào phản kháng. Ta đáp ứng ngươi, nhưng không hiến tế, nhiều kỷ nguyên như vậy ta cũng không khuất phục thiên đạo, làm sao có thể khuất phục ngươi. Một vị đại đế quát. Tốt. Nhất Vân nhíu mày. Ừm, vị đại đế này đồng dạng chưa nói xong, liền nổ thành thịt nát, chết không thể chết lại. Giết chết vị đại đế này xong, Nhất Vân giống như là một sự tình không có ý nghĩa, tiếp tục nhìn mấy người còn lại. Còn có không muốn hiến tế sao? Không có, không có. Đại đế khác sợ choáng váng, lại không nói nhảm, trực tiếp hiến tế linh hồn, không hiến tế không được. Hiến tế còn có thể sống, không hiến tế lập tức chết ngay người ngu đi nữa cũng biết lựa chọn ra sao. Như vậy cũng được, đám người hiên viên đại đế không ngừng nuốt nước, nước bọt. Đại đế là tồn tại đỉnh phong của thần giới, là một đám người kiêu ngạo nhất, có thể sống nhiều kỳ nguyên càng là đế cảnh đỉnh phong trong đỉnh phong, ngay cả thiên đạo cũng không khuất phục, giờ phút này lại phải khuất phục một nhân loại, bất quá, nếu như đổi lại bọn họ gặp được loại tình huống này, có khuất phục hay không? Nghĩ nghĩ chỉ có thể cười khổ lắc đầu, nhất định sẽ khuất phục. Nguyên Dương, vẫn là ánh mắt của người tốt, sớm cùng hắn giao hào, nếu không chúng ta khả năng đều đã chết. Phổ thiên đại đế lắc đầu, nhìn về phía Nguyên Dương đế quân, sở dĩ hắn coi trọng nhất vân, chính là bởi vì Nguyên Dương đề nghị. Hiện tại xem ra, vẫn là ánh mắt của đối phương tốt, đã sớm biết thiếu niên này không giống bình thường, nếu không sớm thành bằng hữu, hiện tại bọn hắn chắc chắn sẽ không tốt hơn đại đế khác, không phải hiến tế linh hồn, chính là bị giết. Rất nhanh, rất nhiều đại đế hoàn tất hiến tế linh hồn, lúc này cổ tay của Nhất Vân mới rung lên, thu hồi thánh sơn. Hồ, áp lực tiêu hết, rất nhiều đại đế cười khổ một tiếng, đứng dậy, ngoan ngoãn đứng ở trước mặt nhiếp Vân. Hoàn toàn thần phục, biết sinh mệnh đều ở một ý niệm của đối phương, đào tàu cũng vô ích, dãy dụa còn không bằng an tâm tiếp nhận. Yên tâm, ta tất nhiên có thể hủy diệt thiên đạo, để thần giới đạt tới vĩnh hằng chân chính, thấy tinh thần của mọi người đê mê, nhiếp Vân khoát tay áo. Người khác nói lời này, có lẽ mọi người sẽ trụ cười nhạo, nhưng thiếu niên nói tự tin như vậy, chẳng biết tại sao lại có vẻ kích động cùng hưng phấn. Đúng vậy, thực lực của hắn cường đại như thế, có lẽ thật sự có thể hoàn thành sự tình mà chưa ai hoàn thành. Lần này chúng ta sẽ tử chiến đến cùng, không thành công thì thành nhân, đã như vậy, cái phủ thế tháp này giữ lại cũng không có bất cứ ý nghĩa gì, trực tiếp hủy đi. Thấy mọi người một lần nữa giấy lên lòng tin, nhất vần nhớ mày, thánh sơn trong tay rơi xuống. Ấm, ẩm, ẩm, Thánh Sơn phối hợp lực lượng của hắn uy năng như biển, phủ thế tháp căn bản không có bất luận ngăn cản gì, liền tầng tầng sụp đổ, vỡ thành một phấn. Cái này Rất nhiều đại đế thấy cảnh này, lần nữa nuốt nước miếng một cái, siết chặt nắm đấm, trước đó còn có đại đế khao khát, giờ phút này cũng biết không có đường lui. Xem ra chỉ có thể cùng thiên đạo quyết tử chiến một trận, nhưng mà, chỉ những đại đế chúng ta, làm sao chiến thắng mấy ngàn con đế thú. Hiên viên đại đế đi tới, không có đường lui, tất cả mọi người khẳng định chỉ nghĩ quyết chiến, sẽ không còn có tâm tư khác, chỉ là nhân số của bọn hắn thực sự quá ít, đối kháng mấy ngàn đế thú. Phần thắng cơ hồ là không. Ai nói chỉ mấy đại đế chúng ta. Đi theo ta, hiện tại ta liền để thần giới tăng thêm đại đế. Nhếp vân hử lạnh một tiếng, thân thể nhó một cái, trở lại lên nguyệt các. Nghe nói như thế, đám người đều ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi, có chút không hiểu nổi, bất quá không dám do dự, cũng theo sát ở phía sau Thuấn Di tới. Mọi người trong Liên Nguyệt Các, tất cả đều ra đi, đứng ở bên ngoài Liên Nguyệt Các, như Vân vung tay, thản nhiên nói, nương theo thanh âm của hắn, trong Liên Nguyệt Các xông ra mấy trăm nhân ảnh, hơn chín thành đều là hắn từ Hỗn Độn Hải Dương vang tới. Hỗn Độn Vương, A Dục Vương, người quen cùng hắn có liên quan, nhiếp Kiếu Thiên, Lạc Chiêm Hào, Bách Hoa Tu, Thiết Lan, còn có bằng hữu ở nơi này kết giao như Diệp Đào, Trác Dương, Việt lão, đám người rượu âm tiên tử. Những người này ở đây được tài nguyên của hắn cung cấp vô hạn, thời gian không ngừng thay đổi, cả đám đều có thực lực thiên đạo cảnh. Mấy trăm cường giả thiên đạo canh Mặc dù những cường giả này tiềm lực lớn, nhưng cách đế cảnh còn kém xa lắm. Các đại đế theo sau tới từng cái đưa mắt nhìn nhau, không biết nhất vân muốn làm cái quỷ gì. Những thiên đạo cảnh này ở bình thường đều là đại nhân vật xanh chấn nhất phương, nhưng bây giờ muốn chống lại thiên đạo, không đủ nhìn, không khác sinh mệnh phổ thông chút nào thu thấy đám người trong liên nguyệt các tất cả đều đi ra nhất vân không để ý tới những người khác suy nghĩ lung tung bàn tay vồ lấy. mấy trăm cường giả thiên đạo trong nháy mắt biến mất thấy cảnh này đám người càng thêm mê hoặc nhất vân đây là muốn làm gì phổ thiên đại đế nhìn về phía nguyên dương đế quân ta cũng không biết nguyên dương đế quân mặt mũi tràn đầy cười khổ thiếu niên một hơi chém giết hơn sáu mươi vị đại đế cơ hồ chém giết sạch sẽ đại đế của thần giới, giờ phút này còn nói muốn dẫn bọn hắn đi gặp càng nhiều đại đế hơn, nhưng bọn hắn thân là dân bản địa thần giới, sống không biết bao nhiêu năm, thần giới có bao nhiêu cường giả để cảnh sao lại không biết? đã bị ngươi giết hơn chín thành, nơi nào còn có càng nhiều đại đế? không thấy được cũng không cần gấp, thực lực của ngươi cường đại, cùng lắm thì chúng ta lại nghĩ những biện pháp khác, nhưng để chúng ta nhìn một đám cường giả thiên đạo cảnh làm gì? không biết làm gì, nhưng hắn luôn sáng tạo kỳ tích, có lẽ có thể có cử động không bình thường. thiên viên đại đế nói, mặc dù không biết thiếu niên muốn làm gì, nhưng hắn biết, muốn làm khẳng định không đơn giản. Lời còn chưa dứt, hô hô, vừa rồi đám người nhiếp vân thu, lần nữa xuất hiện ở trước mắt. Hừm, cái này, làm sao có thể? Nhìn thấy đám người này xuất hiện lần nữa, mới đầu mọi người không có để ý tới, bất quá nhìn kỹ một chút, tất cả đều rừng sốt. Tất cả đều biến thành cường giả đế cảnh lúc nào cường giả đế cảnh giá sẽ như thế cái này hắn đến cùng làm sao làm được mặc kệ bọn hắn sống bao nhiêu năm cũng đều trợn mắt há mồm cả người sắp điên rồi một đám cường giả thiên đạo cảnh bị thiếu niên lấy đi không đến 10 cái hô hấp đi ra liền biến thành cường giả đế cảnh đại ca ngươi là đùa giỡn hay con bắt ta ảo giác ầm ầm loại nghi hoặc này không có duy trì quá dài bầu trời liền xuất hiện kiếp vân mênh mông đại đế xuất hiện thực sự nhiều lắm kiếp vân to lớn, uy lực đã có thể so với lúc nhiếp vân trùng kích đại đế. Bất quá, đại đế thực sự nhiều lắm, mấy trăm cường giả thiên đạo cảnh tấn thăng thành đại đế, uy lực của hạo kiếp có chút không đáng chú ý, đám người đồng loạt động thủ. ầm ừ, ầm lực lượng cường đại trực trùng vân tiêu, thời gian, không gian pháp tắc đều vặn vẹo, hạo kiếp tới đụng một cái, lập tức tan rã sau cơn mưa trời lại sáng. Ha ha, thành công! chúng ta bây giờ đều là cường giả đế cảnh từng tiếng cười to vang lên để đám người hiên viên đại đế phổ thiên đại đế dùng sức vớt mắt mấy trăm đại đế đồng thời độ kiếp hơn nữa tất cả đều thành công cảnh tượng như thế này đừng nói bọn hắn chưa thấy qua coi như những lão quái vật sống không biết bao nhiêu năm kia nghe cũng không nghe qua hoàn toàn không thể tưởng tượng nổi loại tình huống này là không thể nào xuất hiện nhưng không có khả năng ở trong lòng bọn họ bị thiếu niên này liên tiếp đánh vỡ thương tích đầy mình thành tựu đại đế, liền phải gánh trách nhiệm của đại đế, chúng ta phải chiến đấu với thiên đạo, rất có thể cử tử nhất sinh, nhưng không chiến đấu, đồng dạng sẽ bị nó diệt sát, cho nên, đã đến giai đoạn người không chết thì ta vong, Nhất Vân nhìn quanh một vòng, cắt đứt mọi người hưng phấn, hai mắt thả ra ánh sáng kiên định. Các vị, có lòng tin cùng ta chiến một trận cuối cùng, tranh thủ thu hoạch được thắng lợi hay không? Có. Cái gì thiên đạo, con mẹ nó cút đi. Ai sợ? ai dù sao cũng đã vạch mặt cùng nhau liên thủ giết chết nó đại đế tân tấn từng cái khí tức như hồng bọn hắn tựa như nghe con mới vừa sinh ra không có bất kỳ e ngại gì có lẽ chúng ta thật sự có thể thành công nhìn thấy một đám đại đế như vậy còn có nhiếp vân tiện tay có thể làm cho cường giả thiên đạo đạt tới đế cảnh những lão quái vật sống không biết bao nhiêu kỷ nguyên kia từng cái đưa mắt nhìn nhau tràn đầy lòng tin Trước đó bọn hắn cảm thấy đối nghịch thiên đạo là lấy trứng trọi đá, chỉ là bị ép mới đáp ứng, giờ phút này biết, chỉ sợ thật có khả năng hoàn thành, làm được sự tình mà mấy ngàn kỷ nguyên qua, tất cả đại đế đều không hoàn thành được. Hồ! Thời điểm đám người khí tức như lô, từng cái ý chí chiến đấu sụp sôi, không gian trước mắt vặn vẹo, một thân ảnh xinh đẹp chậm rãi đi ra, đạm đài lăng nguyệt, nàng và thiên đạo thôn vệ xong bản nguyên còn dư lại đi tới. Thời khắc này, nàng lần nữa khôi phục lạnh lùng như ban đầu ở thiên địa lục đạo, tựa như một vị tiên tử chân chính, bằng thanh ngọc khiết, không cho phép kẻ khác khinh nhờn, tùy thời có thể tung bay mà đi. Thế nào, thấy nàng về, Nhiếp Vân nhìn sang. Mặc dù hắn có thể từ trong cơ thể đối phương cảm nhận được lực lượng vô cùng vô tận, nhưng lại không biết cùng thiên đạo tranh đoạt, cuối cùng tình huống như thế nào. Ta tranh đoạt đại khái hai thành bản nguyên, đạm đài lăng nguyệt nói. Hai thành, Nhấp Vân nhíu mày một cái. Ta cũng tranh đoạt đại khái hai thành, nói như vậy, thiên đạo tranh đoạt đại khái sáu thành, phần thắng của chúng ta còn không lớn. Bởi vì thần giới bản nguyên mất đi hạch tâm, đã sớm tán giật, kỳ nguyên này bắt đầu ước vạn năm thời gian, thì có tiếp cận một nửa bị thiên đạo thương phệ, nhấp Vân cùng đạm đài lăng nguyệt có thể ở cuối cùng đoạt lại bốn thành, đã tính cực kỳ nghịch thiên. Dù sao, thiên đạo cường đại như thế, cùng bọn hán tranh đoạt, cũng chỉ đoạt 20% còn dư lại. 80% đều bị hai người chia cắt, thiên đạo không chế thần giới, lại cướp đi 60% bản nguyên, cùng đối phương chiến đấu, phần thắng cũng không phải rất lớn. Bất quá, coi như không lớn, vẫn phải chiến một trận. Thiên đạo bởi vì không có thành hình, tốc độ hấp thu bản nguyên không có nhanh như các người, mới ở cuối cùng để cho các người cướp đi nhiều như vậy. Không thành hình là ưu thế của nó, không cách nào tổn thương, đương nhiên cũng là khuyết điểm, không cách nào di động đào tẩu, ta xem không bằng hiện tại liền động thủ một khi chờ nó kéo một đoạn thời gian triệt để luyện hóa bản nguyên ngưng tụ thành hình muốn thắng sẽ càng khó khăn thần nông đại đế nói ra ý nghĩ của mình không sai tốt nhất hiện tại liền động thủ miễn cho đêm dài lắm mộng nhiếp vân cũng gật đầu đang muốn nói tiếp an bài phương án chiến đấu chỉ thấy đạm đài lăng nguyệt ngưng trọng nhìn qua nhiếp vân ta có một biện pháp có lẽ có thể thành công biện pháp gì Nhất Vân nhìn qua. Ta là thiên đạo sư, có được năng lực hóa thân thiên đạo, hiện tại thôn vệ thần giới bản nguyên, đã trở nên cực kỳ phù hợp với thần giới, nếu để cho ta hóa thân thiên đạo mà nói, có lẽ có thể bước thiên đạo nguyên bản ra, chém giết nó. Đạm Đài Lăng Nguyệt chậm rãi nói. Không, được. Nàng lời còn chưa nói hết, liền bị Nhất Vân cắt ngang. Người đã hóa thân qua thiên đạo một lần, ta không thể lại mất đi ngươi, lần này, vận mệnh phải khống chế ở trong tay chúng ta hai mắt nhất vần kiên định mang theo kiên quyết không thể lay động ta nhìn thấy đôi mắt của thiếu niên trong lòng đạm đài lăng nguyệt mềm nhũn lập tức hiểu được thời điểm ở thiên địa lục đạo nàng vì cứu vớt thương sinh hóa thân thiên đạo mặc dù cứu được thế nhân nhưng thiếu niên lại như bị điên không ăn không uống không ngủ không nghỉ ngồi ở trên ngọn núi ba vạn năm thật vất vả phục sinh chẳng lẽ còn muốn để hắn như vậy ta sẽ không để cho ngươi rời đi, vô luận khó khăn như thế nào, chúng ta cùng nhau đối mặt, muốn chết, cùng chết, muốn sống, cùng sống, nhẹ nhàng nắm tay của thê tử, nhiếp vân kiên định nói. Được, ta đáp ứng, hốc mắt của đạm đài lăng nguyệt đỏ lên, nhẹ gật đầu. Nàng biết, nếu như nàng thực sống như trước đây không chào mà đi, hóa thân thiên đạo, thiếu niên này nhất định sẽ không tha thứ nàng, nhất định sẽ lâm vào điên dại không cách nào tự kiềm chế, đã như thế còn không bằng đồng sinh cộng tử kỳ thật không cần phiền toái như vậy thời điểm trong lòng hai người làm ra quyết định cùng nhau đối mặt thần nông đại đế đột nhiên mở miệng ân chẳng lẽ tiền bối có biện pháp gì tốt Nhất vân nhìn qua hoàn toàn chính xác có một biện pháp tốt con mắt của thần nông đại đế lái lên trong cơ thể nhất vân hình thành giới vực hoàn mỹ đã là một thần giới mới trong đó cũng có thể hình thành thiên đạo duy trì trật tự nếu như dùng thiên đạo này đến thôn vệ thiên đạo thần giới, có thể thành công hay không? Cái này, Nhếp Vân sững sờ, nhãn tình lập tức sáng lên. Đúng, hắn lĩnh ngộ ba ngàn đại đạo, không chỉ nắm giữ một thế giới, còn là một vị thiên đạo sư, luân hồi sư, ở trên thiên đạo lý giải, cũng không kém đạm đài lăng nguyệt chút nào. Trước ở thế giới của ta, làm ra một thiên đạo duy trì trật tự, nghĩ đến điểm này, Nhếp Vân gửi ha hang một tiếng. Thế giới là vật của hắn, Mặc dù định chế quy tắc, lại không có Thiên Đạo, hắn là trưởng khống giả, muốn xác lập một cái vô cùng đơn giản, hiện tại chỉ là nghĩ biện pháp tìm kiếm nhân tuyển thích hợp. Ầm um, ầm. Um. Đang suy tư, đến cùng người nào có thể làm thiên địa một trận oanh minh, màn đen xuất hiện, rất nhiều đế thú, đế huyền chạy trốn lần nữa lao đến. Thiên Đạo cũng biết thời gian không đợi người, thế mà đi đầu phát động công kích, nhìn thấy vô số đế thú như con kiến vọt tới, thần nông đại đế nhíu mày bày trận, mọi người liên hợp lại cùng nhau, cùng bọn hắn liều mạng, biết hạo kiếp cuối cùng rốt cuộc đến, hiên viên đại đế hét dài một tiếng, tập trung các đại đế ở chung một chỗ, la lên một tiếng. Cuối cùng quyết chiến, người không chết thì ta vong. Muốn sống sót, muốn sống đến càng nhiều kỷ nguyên, chỉ có thể ra sức đánh cược một lần. Các huynh đệ tỉ muội, mỗi kỷ nguyên kết thúc, chúng ta đều sẽ chật vật ẩn núp khắp nơi, hôm nay, ta không ẩn núp ta muốn quang minh chính đại chiến đấu dù chết cũng phải lưu lại hành khúc huy hoàng từng tiếng gầm thét vang lên trước đó rất nhiều đại đế nội tâm còn do dự nhìn thấy cảnh tượng như vậy hỏa diễm trong cơ thể đều bốc cháy lên bọn hán biết hiện tại đã không có đường lui chỉ có tiến lên mới có thể sống sót lưu lại hành khúc ta sẽ thành toàn các ngươi để toàn bộ các ngươi tử vong rất nhiều đại đế thiêu đốt chiến ý ngay thời điểm song phương sắp đối mặt đại chiến hết sức căng thẳng một thanh âm không chứa tình cảm vang lên nương theo thanh âm rất nhiều đế thú trước đó cuồng mãnh vò tới đều ngừng lại giống như cung kính đợi người nào đó thiên đạo ngưng tụ thành hình nghe được thanh âm nhìn thấy cử động của đế thú cùng đế huyền thần nông đại đế cùng nhiếp và lướt mắt nhìn nhau không khỏi giật mình mới vừa nói qua ưu thế của thiên đạo là vô hình vô chất muốn thương tổn nó rất khó nhưng nó muốn thương tổn mọi người ngoại trừ hạo kiếp thì không có thủ đoạn khác tình huống như vậy tổng thể mà nói đám người còn có chiếm hữu ưu thế nhất định dù sao mặc dù thần giới mênh mông nhưng vẫn có phạm vi chỉ cần đến bên ngoài thần giới chiến đấu thiên đạo có mạnh hơn cũng không có khả năng buông xuống ý niệm hậu kiếp cũng không đả thương được ai chỉ cần diệt những đế thú này chẳng khác nào cho thiên đạo tổn thương nặng nhất chiến đấu cũng tương đương thắng lợi hơn phân nửa nhưng một khi thiên đạo ngưng tụ thành hình loại phương thức chiến đấu này liền không thể sử dụng ngưng tụ thành hình tương đương với có ý chí như nhân loại linh hoạt cơ động lại thêm nó một người có thể mượn nhờ lực lượng toàn bộ thần giới, thực lực mạnh, chỉ sợ nhiếp vân cũng khó mà chống lại. Dù sao, nhiếp vân chỉ luyện hóa 20% bản nguyên mà đối phương lại luyện hóa 60%, mặc dù nhiếp vân thôn phệ không ít đại đế, nhưng những đại đế này đều là thần giới đàn sinh, so với thần giới manh mông mà nói, không đáng giá nhắc tới. Lúc đầu đám người dự định thừa thắng sông lên, trực tiếp ở thời điểm thiên đạo chưa thành hình ngăn cản, hiện tại xem ra, đã không còn kịp rồi mặc dù không biết nó dùng phương pháp gì, nhưng có thể nói chuyện, có thể làm cho những đế thú này dừng bước lại cung kính đứng thẳng, nói rõ, nó khẳng định đã thành hình. Vù vù. Quả nhiên, hai người lo lắng mới xuất hiện, phía trước vô số đế thú, một bóng người chậm rãi ngưng tụ thành hình, là bộ dáng một cô gái, khuôn mặt rất xa lạ, chưa bao giờ thấy qua. Các ca, đây là một trong các nữ tử lúc trước đế huyền bát đi hiến tế, thanh âm của nhiếp đồng đột nhiên truyền tới bắt đi hiến tế. Chẳng lẽ, đế huyền tìm kiếm linh hồn tinh khiết, mục đích là vì hội tụ vật dẫn cho thiên đạo, trong lòng nhất vần lộp bột, rốt cuộc minh bạch, thiên đạo muốn hóa thành nhân thể, tất nhiên cần vật dẫn, cái này giống như lúc trước cường giả thiên địa lục đạo muốn đi vào phủ thiên đại lục vậy. Người linh hồn tinh khiết, vừa vặn có thể tiếp nhận loại lực lượng này, trước đó vẫn cho rằng, đế huyền tìm người linh hồn tinh khiết, hiến tế thiên đạo, là vì thu hoạch tín nhiệm của nó, bây giờ mới biết, ngay lúc đó nàng đã đầu phục thiên đạo thay nó tìm vật dẫn thích hợp đáng giận lúc trước nên không lưu tình chém giết nàng như Vân siết chặt nắm đấm nếu như lúc trước trực tiếp chém giết đế huyền sẽ không phiền toái như vậy chỉ tiếc không có nếu như xem như là hắn cũng không thể thay đổi lịch sử như vân ta đã cho ngươi cơ hội để ngươi quy hàng ngươi không đáp ứng hiện tại không có cơ hội bóng người xuất hiện lạnh lùng nhìn về phía Nhất vân trong mắt băng lạnh âm hàn không có chút tình cảm nào. đừng nói nhảm, muốn chiến vậy liền đánh đi. biết chiến đấu không cách nào tránh hỏi. nhất vân lời nói nhảm với đối phương hí dài một tiếng, vọt tới thiên đạo. ầm ầm. người còn chưa tới trước mặt, thánh sơn liền bay ra, thẳng tắp đập tới. giết hết tất cả bọn hán cho ta. thiên đạo lạnh lùng nhìn qua, phân phó đế huyền cùng đế thú một tiếng, tay lật bàn một cái, lập tức đón đánh thánh sơn, thiên địa vỡ vụn hai người lập tức chiến đấu. Toàn đều chết đi cho ta. Người mạnh nhất của thế lực song phương chiến đấu, người phía sau cũng không ngừng, đế huyền đi đầu lao đến, đánh tới đám người hiên viên đại đế, bất quá còn chưa tới trước mặt, bóng người lóe lên, một bóng hình xinh đẹp ngăn ở phía trước. Đối thủ của ngươi là ta. Đạm Đài Lăng Nguyệt nhìn chằm chằm người đã từng là sư phụ trước mắt, lạnh lùng nói. Không sai, cánh cứng cáp rồi, vậy để ta xem một chút, ngươi đến cùng có thực lực gì thấy nàng ngăn trở, đế huyền hí dài một tiếng, lập tức chiến đấu chung một chỗ. Phía dưới đế thú cùng đám người hiên viên đại đế chiến đấu, cũng đã bắt đầu. Ẩm ẩm, mỗi một lần đối công, đều có vô số đế thú vẫn lạc, đồng thời cũng không ít đại đế tử vong, chiến đấu là tàn khốc, chân chính bắt đầu, ai cũng không dám bảo đảm có thể nhất định sống sót. Giết, giết. Nhếp đồng không có cùng những người khác liên hợp, mà lao vào trong đám đế thú, từng bước một tiến về phía trước, trụ kiếm mang đến, từng đế thú không ngừng vẫn lạc. Giờ phút này hắn tựa như một cỗ máy thu hoạch tính mạng, đi cũng không nhanh, xuất kiếm cũng không nhanh, nhưng chẳng biết tại sao, chỗ hắn đến, đế thú không ngừng tử vong. Mấy người hiên viên đại đế, phổ thiên đại đế cũng xông vào trong đám đế thú, hiên viên kiếm huy sái, trụ kiếm mang đến đế thú nheo nheo tử vong. Đương nhiên, nổi bật nhất vẫn là nhóm đại đế sống nhiều kỳ nguyên, dù nhóm người này chỉ khoảng 10 người, nhưng mỗi một lần xuất thủ đều có chí ít mấy chục con đế thú vẫn lạc, tốc độ chém giết so với mấy trăm đại đế mà nói còn nhanh hơn không ít. Song phương liều chết giao chiến, Bế nhất vân cũng cùng thiên đạo đại chiến. rầm rầm rầm, thánh sơn ở trên tay hắn không ngừng vung vẩy, lực lượng như phong bạo đánh tới, thiên đạo lạnh lùng đứng tại chỗ, nhìn thiếu niên trước mắt, phảng phất như nhìn một con sâu kiến. Cút ngay, gầm nhẹ một tiếng, ngón tay bỗng nhiên cậy tới. Bình. Thánh Sơn cùng ngón tay của nàng đụng một cái, không gian lập tức xé rách, một cỗ lực lượng hùng hậu tuôn ra dọc theo thánh sơn rót vào trong cơ thể nhiếp vân cỗ lực lượng này mang theo lực lượng xé rách cường đại nhiếp vân chỉ cảm thấy toàn thân đau đớn cả người sắp muốn nổ tung vóc cùng phun máu tươi vẫn như cũ một chiêu không nghĩ tới hắn trở nên mạnh như vậy ở trước mặt đối phương vẫn như cũ một chiêu cũng không kiên trì nổi đáng giận nhiếp vân nhíu mày lực lượng trong cơ thể xoay chuyển hoàn toàn khôi phục ta có được toàn bộ thần giới làm hậu thuẫn, lại luyện hóa sáu phần thần giới bản nguyên, người căn bản không phải là đối thủ, thiên đạo cười lạnh, lần nữa điểm tới. Bành, nhiếp vân bay ngược ra, máu tươi vung vẩy, mặc dù hắn không cách nào chiến thắng thiên đạo, nhưng thiên đạo muốn giết, hắn cũng không dễ dàng như vậy. Chẳng lẽ một mực bị động bị đánh, con mắt của nhiếp vân đỏ tươi, chiến đấu ngay từ đầu hắn liền bị động bị đánh, chẳng lẽ lần này chống lại phải lấy thất bại kết thúc. Không thể, cắn răng, bỗng nhiên bàn tay của Nhất Vân chảo một cái. Ầm, ầm. thi thể đế thú tử vong ở phía dưới bị hắn thu vào thế giới nạp vật, giờ phút này đã chết tiếp cận ngàn con đế thú, những gia hỏa to lớn này vừa tiến vào thế giới nạp vật, trong nháy mắt nổ tung, hóa thành năng lượng, một trận oanh minh kịch liệt, thực lực của Nhất Vân bỗng nhiên tăng lên. 35 châu, 36 châu, 40 châu, thời gian nháy mắt, thực lực đạt đến 40 châu, bất quá còn chưa đủ. Hô, thân ảnh nhoáng một cái, "Thuấn di rời đi." Thời gian nháy mắt xuất hiện ở trong đám đế thú, Thánh Sơn bỗng nhiên nện xuống. Không gian giam cầm của Thiên Đạo hữu dụng với những đại đế khác, nhưng đối với nhiếp Vân có được thế giới nạp vật mà nói, hoàn toàn không có hiệu quả, không gian chi lực của thế giới nạp vật lan tràn, có thể nhẹ nhõm như địa phương hắn muốn đi. Ầm ừ, ầm. Thánh Sơn rơi xuống, đế thú lập tức chết một mảng lớn, lại có hơn ngàn con, tinh thần khẽ động thu hơn ngàn con đế thú này vào thế giới nạp vật, sau một khắc lại xuất hiện ở chỗ đế thú dày đặc khác. Người muốn chết. Thiên đạo không nghĩ tới nhiếp vân đang cùng nàng chiến đấu, loại xoay người bỏ chạy, hơn nữa tàn nhẫn như vậy, vừa ra tay liền diệt sát vô số đế thú, tức giận đến oa oa gọi bậy, vội vàng đổi tới. Bất quá, nhiếp vân căn bản không chính diện chiến đấu với nàng, một khi thuấn gì, tất nhiên xuất hiện ở trong đám đế thú, vừa ra tay nhiều nhất hơn ngàn con, ít nhất mấy trăm con bị nhện thành bánh thịt. Chỉ mấy tức, nguyên bản gần 10.000 đế thú đã tổn thất hơn phân nửa, cơ hồ tất cả thi thể đều tiến vào thế giới nạp vật. Dầm dầm dầm, có những đế thú này bổ sung lực lượng, lực lượng của nhất phân nhanh chóng tăng trưởng, rất nhanh đã đột phá 50 châu, 60 châu, 70 châu, 100 châu. Thời gian nháy mắt, phạm vi của thế giới nạp vật đến được phạm vi 100 châu, mà thực lực của hắn, so với vừa rồi cũng tăng lên chí ít gấp 10 lần, bất quá, đạt tới phạm vi 100 châu, thế giới nạp vật bắt đầu xuất hiện không ổn định, cảm thấy không có kiên cố như trước đó. Địa phương càng lớn, càng khó khống chế, xem ra thực cần một thiên đạo duy trì thế giới nạp vật. Nhất Vân cũng rõ ràng chuyện gì xảy ra. Coi như hắn làm trưởng khống giả, năng lực trưởng khống rất mạnh, có thể một lời để thế giới sinh, một lời để thế giới diệt, nhưng cái thế giới này thực sự quá lớn, không có thiên đạo trói buộc, vẫn như cũ xuất hiện chưa vững chắc. So sánh thế giới với nhà cao tầng, thiên đạo chính là khung xương xuyên qua trong đó, diện tích nhà càng lớn, càng không kiên cố, không có khung xương mà nói, rất dễ dàng sụp đổ. Bất quá, nếu như làm tốt khung xương, liền có thể tránh loại tình huống này. Nhưng, tìm ai làm thiên đạo của ta? Nguyệt Nhi tuyệt đối là nhân tuyển tốt nhất, nhưng, khẳng định không được, một khi đạm Đài Lăng Nguyệt trở thành thiên đạo, sẽ mất đi bản thân, đây là hắn không nguyện ý thấy. Đúng rồi, ta cũng là thiên đạo sư, ta có thể tự mình tiến tới, linh quang lái lên nhiếp vân nở nụ cười chỉ nghĩ để cho người khác làm thiên đạo lại quên bản thân hắn là thiên đạo sư lý giải đối với thế giới nạp vật so với bất luận kẻ nào đều cao minh hơn đổi lại ai cũng không bằng hắn đến phù hợp nhất thực tế nhất chỉ bất quá hóa thân thiên đạo chẳng khác nào biến thành quy tắc biến mất ở trong thế giới cùng đạm đài lăng nguyệt hóa thân thiên đạo không có khác nhau chút nào bất quá nhiếp vân có biện pháp khác nhất khí hóa tam thanh tinh thần khẽ động ba nhiếp vân đồng thời xuất hiện ở trước mặt mặc dù bây giờ thực lực đạt đến trừ thiên đỉnh phong nhất nhưng tuyệt chiêu nhất khí hóa tam thanh còn có thể sử dụng đồng dạng có thể biến hóa ra ba nhiếp vân thực lực giống nhau như đúc hóa thân thiên đạo một cái phần thân trong nháy mắt tiến vào thế giới nạp vật biến thành thiên đạo bởi vì bản thân hắn là trưởng khống giả biến thành thiên đạo thực sự quá đơn giản không có bất kỳ khó khăn gì Hửng, cái này phần thân biến thành thiên đạo linh hồn của nhiếp vân phảng phất như toàn bộ dung nạp vào thế giới mỗi một tấc bùn đất mỗi một phần không khí của thế giới đều ở trong trường khống của hắn cái này là năng lực của thiên đạo chấn kinh tại nguyên chỗ nhiếp vân có chút không dám tin tưởng thế giới nạp vật là hắn sáng tạo hắn muốn hủy diệt liền có thể hủy diệt muốn sinh ra liền có thể sinh ra có thể khống chế toàn bộ thế giới nhưng loại năng lực chúa thể cao cao tại thượng này giống như thiên đạo là hoàn toàn khác biệt trong nháy mắt phân thân biến thành thiên đạo, thật giống như chính hắn biến thành thế giới nạp vật, hắn chính là thế giới nạp vật, thế giới nạp vật chính là hắn, cả hai không cách nào chia cắt. Ta đã biết, sở dĩ ta bồi dưỡng đại đế, cần không ngừng thôn vệ năng lượng, mà thần giới lại không cần. Nhất Vân nhẹ nhàng cười một tiếng, trước đó hắn liền kỳ quái, thế giới nạp vật bồi dưỡng đại đế sẽ để cho toàn bộ thế giới rớt cấp, mà thần giới sẽ không xuất hiện loại tình huống này, thì ra là thế. Câu thông Hòa thân thiên đạo, Nhất Vân cảm ứng được một cánh cửa khổng lồ, mặc dù không biết kết nối chỗ nào, lại biết, tất cả năng lượng, linh khí duy trì thần giới vận chuyển, đều từ trong này tiến vào. Xoạc! Câu thông cánh cửa này, một cỗ năng lượng cường đại trong nháy mắt thấm nhuận toàn thân, để cả người hắn đạt được tinh hoa, trong chốc lát, cờ bắp, linh hồn thân thể một lần nữa gây dựng lại, cải biến hình thái, trở nên càng thêm cường đại, càng có lực lượng. Mà bản nguyên chi lực trong cơ thể hắn, cũng đang nhanh chóng bổ sung, tăng lớn thật nhanh. Nếu như nói trước đó bản nguyên của hắn chỉ là hài nhi, sau khi thôn vệ 20% thần giới bản nguyên, biến thành hài tử 3-4 tuổi, mà bây giờ, mỗi một cái hô hấp đều có thể từ sau môn hộ hấp thu lực lượng vô cùng vô tận tưới nhuần bản nguyên, hài tử 3-4 tuổi, mắt trần có thể thấy được tăng. Lớn Năm 6 tuổi, 7-8 tuổi, 10 mấy tuổi, không đến 5 cái hô hấp đã đạt tới cấp bậc thanh niên, hùng tráng hữu lực chết. Đúng lúc này, thiên đạo đã vò tới trước mặt, ngón tay nhập lại làm kiếm, thẳng tắp đâm đến ngực nhiếp vân. Nhiếp vân Cẩn thận Nhiếp vân không ngừng giết chóc, để những đại đế khác dễ dàng không ít, luân phiên công kích, rất nhiều đế thú cũng diệt không sai biệt lắm. Đúng lúc này nhìn thấy một màn kia, từng cái vội vàng hô lên. Coi như bọn hắn giết sạch rồi đế thú, nhưng chỉ cần nhiếp vân bại, vẫn như cũ toàn bộ phải chết, thiên đạo không có khả năng cho phép bọn hắn sống sót. Bởi vậy, bọn họ chiến đấu chỉ là phụ trợ, Nhất Vân chiến đấu mới chính thức quyết định thành bại, vừa rồi Nhất Vân Luân Phiên bị đánh không có sức đánh trả, đám người đều thấy được, hiện tại ngay cả chạy trốn cũng không trốn, chẳng lẽ một phen tâm huyết, lần nữa hóa thành bọt nước. Nhất Vân, ngươi nhất định phải thành công. Ta đã thành công, chỉ nhìn ngươi. Đạm Đài Lăng Nguyệt ở một bên cũng nhìn lấy trên không trung, mặt mũi tràn đầy lo lắng, thời khắc này đế huyền bay ở trên không trung lại không có bộ dáng mỹ lệ làm rung động lòng người trước đó mà biến trở về bản thể tồn tâm thú làm rất nhiều đại đế không ngừng nôn mửa đối với vị sư phụ này nàng vẫn không hạ sát thủ được cuối cùng chỉ có thể hủy bỏ tu vi không có tu vi nàng không còn cách nào duy trì hình tượng thiên hạ đệ nhất mỹ nhân chỉ còn lại có bản thể hơn nữa toàn bộ kinh mạch vỡ vụn thần nông đại đế tự mình xuất thủ cũng không thể để cho nàng khôi phục nguyên lai đây là chỗ giáp nhau của thần giới bản nguyên cảm nhận được bổn nguyên trưởng thành nhiếp vân rốt cuộc minh bạch cánh cửa này là cái gì mặc dù thần giới bản nguyên có thể cung cấp năng lượng liên tục không ngừng duy trì thần giới vận chuyển nhưng bởi vì địa phương này sau khi phân thân của hắn biến thành thiên đạo cùng thế giới dung hợp lại trong lúc vô tình triệt để kết nối nói cách khác từ nay về sau vô luận nhận tổn thương bao lớn dù bản nguyên bị hao tổn chỉ cần hắn nguyện ý một cái ý niệm là có thể thông qua hấp thu lực lượng bên trong môn hộ, triệt đề phục hồi như cũ. Toàn bộ thần giới đã không ai có thể để hắn thụ thương, để hắn kiêng kỵ. Hồ! Nhất vân mở to mắt, trùng hợp nhìn thấy ngón tay của thiên đạo đâm vào trước mắt. Phốc! Ngón tay chỉ ở trên lồng ngực của hắn, ngay cả da cũng không phá. Cái này chính là lực lượng của người, cũng chả có gì đặc biệt. Nhất vân cười cười. Cái này, điều đó không có khả năng ta có được sáu phần bản nguyên, có được thần giới làm hậu thuẫn, ngươi làm sao có thể mạnh hơn ta? Thiên đạo không nghĩ tới một kích toàn lực, ngay cả da của đối phương cũng không rách, con người con rụt lại, điên cuồng giống lên, từng chiêu không ngừng điên cuồng công kích nhiếp vân. Từng chiêu tuyệt mệnh rơi vào trên người nhiếp vân. Nữ tử do thiên đạo hóa thân điên cuồng công kích, giống như tình lựa cãi nhau, đánh vào trên người nhiếp vân không có sinh ra hiệu quả mảy may. Cái này. Sao có thể? tất cả mọi người phát mộng, ngay cả đạm đài lang nguyệt cũng không ngừng nháy mắt, giống như choáng váng. Vừa rồi Nhất Vân còn bị đánh đến liên tục chạy trốn, phản kháng cũng không phản kháng được, làm sao hiện tại trở nên mạnh như vậy, tùy ý đối phương đánh vào người, cũng không có việc gì. Trời chán chưa? Mặc cho đối phương liên tục đánh mấy lần, Nhất Vân rốt cục xác định thực lực của mình, đã không phải là thiên đạo trước mắt này có thể chống lại, nhíu mày, chờ tay đánh tới. Ba, thiên đạo ngay cả phản kháng cũng không có bay rớt ra ngoài không không có khả năng thiên đạo điên rồi nàng là thiên đạo trong vô số kỷ nguyên là thiên đạo cường đại nhất làm sao có thể ngay cả một nhân loại cũng không tiếp nổi không có gì không có khả năng cuộc sống của ngươi đến đây chấm dứt nhiếp phân cũng không nhiều lời bàn tay nhấn xuống ẩm ẩm thiên đạo ở trong hoảng sợ hóa thành cho tàn chữa trị thần giới ngón tay của nhiếp vân điểm một cái một cỗ bản nguyên chi khí nồng ngặc phun ra thân giới bởi vì chiến đấu mà phá toái mấy hơi thở qua đi trở nên giống như trước kia mặc dù sinh linh tử vong 90% trở lên nhưng chỉ cần thần giới vẫn còn sớm muộn cũng có thể triệt để khôi phục lại ta là thiên đạo chữa trị thần giới xong nhiếp vân lần nữa hừ nhẹ nhất khí hóa tam thanh biến thành một phân thân khác lập tức nổ tung biến thành thiên đạo mới của thần giới trong nháy mắt thần giới cũng hoàn mỹ nằm ở trong tay hắn. Ba năm sau, thần giới lần nữa khôi phục rầm rộ như dĩ vãng, rất nhiều đại đế bình an ở chung, không cần lo lắng bởi vì kỷ nguyên kết thúc mà tử vong nữa. Nhếp vân, ngày mai sẽ là hôn lễ của nhiếp đồng cùng linh tú đại đế, người định đưa lễ vật gì, đạm đài lăng nguyệt cười nói. Đưa lễ vật gì? Ta đã suy nghĩ kỹ, mơ ước lớn nhất của hắn chính là mở một kiếm đạo tông môn, tạo thần giới cùng thế giới nạp vật đều thành lập kiếm thần môn hắn là tông sư khai phái về sau tất cả mọi người muốn học kiếm pháp đều sẽ nghe hắn truyền thụ nhiếp vân nói thời gian ba năm nhiếp vân chuyển vô số sinh linh thần giới vào thế giới nạp vật thời gian gia tốc trong thế giới nạp vật cũng biến thành phồn hoa giống như thần giới có vô số sinh linh mà nhiếp vân tương đương một người nắm trong tay hai thần giới là trưởng khống giả vô địch chân chính xin lỗi ta cuối cùng không có dũng khí giết nàng nghe được nhiếp vân quyết định đạm đài lăng nguyệt cười cười đột nhiên nghĩ tới một sự kiện thần sắc ảm đạm tu vi phế hết nàng cũng đã nhận được báo ứng lớn nhất chỉ là tội cho tình Di si đạo thôn nhiếp vân lắc đầu đạm đài lăng nguyệt cuối cùng không có giết đế huyền nhiếp vân cũng lời động thủ bất quá tu vi của nàng bị phế biến trở về bản thể không bao giờ còn có thể biến thành thiên hạ đệ nhất mỹ nữ vốn cho rằng nàng sẽ tự sinh tự diệt ai ngờ tình si đạo tôn đến khẩn cầu nhất vân đưa nàng cho bản thân Nhiếp Vân gật đầu đáp ứng, thế là tình si đạo tôn mang theo tổn tâm thú phiêu nhiên mà đi, xem ra, hắn rốt cục khắc phục tâm mà, thực hiện lời thề không rời không bỏ, chỉ bất quá, kết quả này, đối với hắn có chút tàn nhẫn. Đúng rồi Nhiếp Vân, ngươi nói thời điểm chiến đấu với thiên đạo, phần thân biến thành thiên đạo, đột nhiên cảm ngộ đến một cánh cửa khổng lồ, có thể từ đó hấp thu bản nguyên chi lực cho thần giới, kia rốt cuộc là địa phương nào, chẳng lẽ bên ngoài thần giới còn có thế giới khác lạc khuynh thành ở một bên nhịn không được hỏi lúc này bích lạc tiên tử cùng lạc khuynh thành bụng đều phồng lên không cần nhìn cũng biết đã hoài thai thời gian ba năm nhiếp vân triệt để buông ra khúc mắc chuẩn bị đón hài tử chào đời nghe nói như thế nhiếp vân ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời trong ánh mắt của hắn tựa hồ xuất hiện một cánh cửa khổng lồ mà đằng sau môn hộ rốt cuộc là cái gì chỉ có hắn tự mình biết từ khi câu thông cánh cửa kia thần giới cùng thế giới nạp vật liên tục không ngừng coi như hậu nhân người người đều thành đại đế, cũng không cần dựa vào hủy diệt thế giới để duy trì. Lúc trước sở dĩ thần giới sẽ bị tiêu diệt là bởi vì bản nguyên không ai khống chế, chỉ có thể bị động hấp thu lực lượng, không có khả năng tồn tại vĩnh hằng. Giờ phút này thần giới cùng thế giới nạp vật biến thành hai phân thân của hắn, muốn hấp thu như thế nào liền hấp thu như thế đấy, lực lượng liên tục không ngừng, sẽ không hủy diệt nữa, biến thành vĩnh hằng chân chính. Thế giới bên ngoài, có lẽ có, cũng có lẽ, không có nhấp vân cười nói kết thúc chuyện ở đây nhé nhớ cho mình xin một đăng ký kênh ở kênh mới này nhé từ nay về sau mọi người nghe chuyện mới cứ qua kênh tiên huyễn TV nghe nhé